nhưng sạch sẽ tim Tuyết Liên, cực kỳ chân quý, nếu như kêu hắn đưa tiễn, hắn quả quyết không chịu, nhưng thả vào thái thượng công đức chiến bên trong, thành tựu đầu tên khen thưởng, vậy cũng có thể. Ma đế nhưng là khẽ cau mày, nói, thành tựu đầu tên khen thưởng, vậy đối với Diệp Thần mà nói, cái thúng không khỏi hơi nặng một chút. Sạch sẽ tim Tuyết Liên, thành thái thượng công đức chiến hạng nhất khen thưởng, vậy muốn lấy được, thì nhất định phải đoạt được đầu tên. Phần này áp lực, rơi xuống Diệp Thần trên đầu vai, để cho ma đế rất là lo lắng, hắn chẳng muốn Diệp Thần áp lực quá lớn. Diệp Thần không câu chấp cười một tiếng, nói, không sao, dù sao vậy hạng nhất, ta cũng chí ở tất được. Hạng nhất khen thưởng, đã xác định có xích diễm tạo hóa đan, đó là chữa trị thiên nữ duy nhất thuốc, Diệp Thần chí ở tất được. Hơn nữa một đóa sạch sẽ tim Tuyết Liên, vậy chỉ tính là thêm đầu, dù sao coi như không có sạch sẽ tim Tuyết Liên, Diệp Thần vậy sẽ hết sức tranh thủ thứ nhất. Ma đế ánh mắt nhìn bầu trời một chút, đối tương lai đường, nhưng có chút phiền muộn, sau đó lộ ra một cái ý phức tạp nụ cười, hướng Diệp Thần nói. Ta chuẩn bị đem mưa ao giao nhận lấy, chờ thêm mấy ngày, liền cùng nàng lập gia đình, các người xem vậy hôn lễ, muốn không muốn ở tinh nguyệt giới cử hành. Diệp Thần cả kinh, lại là vui mừng, nói, ma đế tiền bối, ngươi và ao giao cô nương, muốn thành hôn liền sao? Ma đế gật đầu nói, ừ, ta cảm thấy ta ngày giờ không nhiều lắm, hơn nữa hồn loại có bùng nổ nguy hiểm, cùng ao giao thành hôn, coi như là chấm dứt một cọc tiếc nuối. Trước đây ở Nhâm Phi Phàm Thiên Đế Kim Luân, còn có Diệp Thần luân hồi linh khí dưới áp chế, ma đế còn sót lại hồn chồng, hơi thở thoáng bị áp chế xuống, tạm thời sẽ không phát tác. Nhưng, ma tổ vô thiên không thể nào thả qua hắn, hắn tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Hắn muốn mau sớm cùng mưa ao giao thành hôn, cứ như vậy, cho dù chết, cũng có thể không lưu tiếc nuối. Diệp Thần nghe được ma đế vậy phiền muộn lo lắng âm thầm giọng, nụ cười nhất thời liền mở đi. Ma đế nói, các người xem, hôn lễ muốn không muốn ở tinh nguyệt giới cử hành. Ta sợ đến lúc đó, ma tổ vô thiên phái người xâm phạm, vậy thì phiền toái. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, người cứ việc cử hành hôn lễ, ta đây muốn xem, ai dám ở luân hồi trên địa bàn gây chuyện. Diệp Thần cũng là cái ý này, nếu như ở cửa nhà mình, cử hành hôn lễ, đều phải lo lắng kẻ địch xâm phạm nói, không khỏi quá nhát gan một chút. Ma đế nói, vậy làm phiền các vị bảo vệ. Hai ngày sau đó, mưa ao giao đi tới tinh nguyệt giới. Ma đế và mưa ao giao, dự định ở 7 ngày sau lập gia đình. Diệp Thần rộng phát thiệp mời, mời vạn hoa trang đệ nhị yêu cơ, sinh tử điện đệ nhất cửu, thương hải giới thiên thị người nhất tộc cửa, còn có đã từng địa ngục giới thần vũ trụ, thiện nhu vân cầm 2 tỷ muội, chúng sinh giới chân lý Phật tổ, cũng tới tham gia hôn lễ, cho đủ ma đế mặt mũi. Như vậy rộng mời tân khách, tự nhiên sẽ bại lộ tinh nguyệt giới tọa độ, nhưng Diệp Thần không hề lo lắng, bởi vì hôm nay Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, thực lực so với dĩ vãng, đều là nghịch thiên lột xác, luân hồi trận doanh khí vận, cũng là đổi được vô cùng thâm hậu. Chỉ cần ở tinh nguyệt giới trên địa bàn, coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới, cũng không thể tiêu diệt luân hồi. Thời gian như nước, vội vã trôi qua. Ở hôn lễ cử hành trước một ngày, phần lớn tân khách đã tới rồi. Liền đệ nhị yêu cơ đều đến. Đệ nhị yêu cơ cùng chỉ phi huyết chủ tớ gặp nhau, cái trước là bình tĩnh rửng rưng, một bộ cười mỉa tư thái, người sau chính là kích động vạn phần. Yêu cơ cô nương, đa tạ người chiếu cố thiên nữ. Diệp Thần hướng đệ nhị yêu cơ chắp tay, trịnh trọng nói cảm ơn. Đệ nhị yêu cơ mỉm cười, nói, không sao, đây là ta phải làm, nhắc tới, ở hy vọng hoa ân cần săn sóc hạ, thiên nữ thương thế vậy có chút chuyển biến tốt. Nàng thật giống như đã sắp tỉnh. Diệp Thần nghe được thiên nữ muốn tỉnh, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, nói, nếu như thiên nữ tỉ. Nàng tỉnh, ngươi liền cho biết ta một tiếng, ta đi vạn hoa trang thăm nàng. Đệ nhị yêu cơ cười nói, không thành vấn đề, chỉ là ngươi phải thế nào cảm ơn ta. Tương lai ta như gả cho ngươi, ngươi có thể hay không cũng cho ta một cái hôn lễ trọng thể. Lần này ma đế cùng mưa ao giao hôn lễ, Diệp Thần mời các khách khứa tham dự. Tinh nguyệt giới trong ngoài, vậy làm xong hoa lệ bố trí, khí tượng có thể nói thật lớn hết sức. Đệ nhị yêu cơ gặp được, cũng có chút động tâm. Diệp Thần hơi có chút lúng túng, ho khan một tiếng, nói, nếu như tương lai, chúng ta có chung một chỗ cơ hội, ta cho ngươi hôn lễ, sẽ không thua người bất kỳ. Đệ nhị yêu cơ nghe được cái này trả lời, cười khanh khách đứng lên,
hiển nhiên vô cùng hài lòng, kéo Chỉ Phi Huyết tay, nói, Phi Huyết, vậy chúng ta sau này có phúc. Chỉ Phi Huyết gò má ửng đỏ, ở đệ nhị yêu cơ trước mặt, hoàn toàn không có sát thủ lạnh như băng, chỉ có người hầu vậy nhún nhường, nhẹ khẽ gật đầu. Chói mắt lúc đó, ngày hôn lễ, cuối cùng đã tới. Ma đế và mưa ao giao hôn lễ, ngay tại Tinh Nguyệt Thần Giáo bên trong sơn môn cử hành, người chứng hôn là Nhâm Phi Phàm. Vốn là Diệp Thần muốn làm người chứng hôn, nhưng làm sao tân khách quá nhiều, hắn muốn mời hô. Cuộc hôn lễ này, có thể nói vô cùng náo nhiệt, rất nhiều Diệp Thần trước kia người quen biết, cũng đến. Thiện Nhu và Vân Cẩm hai tỷ muội vây quanh Diệp Thần cười đùa lởn vởn. Chân lý Phật Tổ mang tới rất nhiều hậu lễ, tất cả loại Phật môn chân quý pháp khí, cùng Diệp Thần nói trò chuyện biệt ly sau sự việc. Quy Trần phải đổi thành cái thứ hai vô thiên, đây là không có nghĩ tới. Phật Tổ nghe nói Quy Trần chuyện, cũng là một hồi cảm trong lòng, không nghĩ tới ngày xưa ở chúng sinh giới, một cái bình thường không có gì lạ phổ thông thiếu niên, ngày hôm nay lại muốn trở thành cái thứ hai vô thiên, thật là thế sự biến ảo, không thể đoán. Diệp Thần sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mơ hồ tới giữa, bắt được đến từ kiếm môn ý định giết người. Ma Tổ Vô Thiên nói trong tháng này, sẽ đường đường tránh tránh tấn công kiếm môn, vậy hôm nay hôn lễ, rất có thể chính là tốt nhất ngày. Nếu như ở rất nhiều tân khách trước mặt, trực tiếp giết chết Diệp Thần, đó đúng là kinh thiên động địa sự việc. Diệp Thần tự nhiên cũng là làm xong phòng bị, không nói Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, võ giao cùng cao cấp cường giả, liền liền phổ thông Tinh Nguyệt Thần Giáo đệ tử, hắn đều an bài xong, nếu như có kẻ địch xâm phạm, vậy thì đồng lòng hợp lực đánh lui. Hắn thật ra thì không tin kiếm môn dám đến, bởi vì ở Tinh Nguyệt giới, Diệp Thần ưu thế quá lớn, ai tới cũng là chịu chết. Chính là Vũ Hoàng Cổ Đế tới, đều có thể không đi ra lọt. Đến được vào lúc giữa trưa, hôn lễ chính thức bắt đầu, Ma Đế và Mưa Ao Giao, ở Nhâm Phi Phàm chứng cưới hạ, ở toàn trường tân khách dưới sự làm chứng, lại thiên địa sơn hà, lại phu thê giao bái. Tinh Nguyệt Thần Giáo các nơi, dây pháo chuông cổ trỗi lên, các tân khách hoan hô ủng hộ, rất là náo nhiệt. Hu hu hu. Nhưng mà lúc này, thiên địa bốn phía, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Cát bay đá chạy. Từng trận sức lực nghiêm túc gió, mang nghẹn ngào hơi thở, thổi lất phất quá lớn, sơn hà, rừng rậm, thác nước. Nguyên bản bầu trời quang đãng, dần dần đổi được không rõ ràng, rồi sau đó xuất hiện một cái khe. Cái kẽ hở kia, chừng ngàn trượng dài, từ bên trong tản mát ra từng cổ một quỷ bí hơi thở, mang không không thời không chập chờn. Vô số quỷ bí hắc ám linh khí, không ngừng từ ngày trước không kẽ hở bên trong, chút xuống đi ra. Hóa thành một phiến mênh mông đại dương. Đó chính là thiên ma tinh biển. Khoáng đạt, hắc ám, bàng bạc, quỷ bí, xương trắng lật lộ, thi hài ngâm thiên ma tinh biển, xuất hiện ở Tinh Nguyệt Thần Giáo bầu trời. Tất cả người, đang nhìn vậy thiên ma tinh biển thời điểm, đều cảm thấy hô hấp nghẹt thở, hào hùng uy áp đập vào mặt. Mới vừa vẫn là náo nhiệt hôn lễ hiện trường, lập tức đổi được vô cùng hắc ám cùng kiềm chế. Địch tấn công, địch tấn công. Tinh Nguyệt Thần Giáo hai vị trưởng lão, Vân Sơn Vũ và Cổ Thanh Hà, lập tức phản ứng, lớn tiếng hò hét, triệu tập người, chuẩn bị nghênh địch. Tại chỗ các tân khách, một hồi xôn xao. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức, hôm nay hôn lễ, kiếm môn và ma tổ vô thiên bên kia, rất có thể sẽ ồ ạt xâm phạm. Hôm nay thấy thiên ma tinh biển khí tượng, mọi người đều là khiếp sợ. Thiên ma tinh biển, đây chính là trong truyền thuyết cao nhất thần khí à. Cái này thiên ma tinh biển, hơi thở thật đáng sợ, ta chỉ là nhìn một mắt, đạo tâm cũng mau hỏng mất. Ma tổ vô thiên Phật ma quy nhất, lại có thể ăn cắp thiên ma tinh biển lực lượng, hắn quật khởi ngày, sợ rằng không xa. Rất nhiều tân khách sợ hãi nói thì thầm, rất nhiều người cũng cúi đầu, không dám ngửa mặt trông lên trên bầu trời thiên ma tinh biển. Vậy phiến thiên ma tinh biển, hơi thở quá đáng sợ, hội tụ thế gian nồng nặc hắc ám cùng tử vong. Là hết thảy ma khí ngọn nguồn, tội ác ngọn nguồn, nghiệt chướng ngọn nguồn. Thông thường thiên quân, chỉ phải xem cái này thiên ma tinh biển một mắt, liền biết nói tim tan vỡ, lâm vào là ngu si. Tinh Nguyệt Thần Giáo bên trong, Vân Sơn Vũ và Cổ Thanh Hà hai vị trưởng lão, vốn là muốn triệu tập người nghênh địch, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, phần lớn đệ tử, ở thiên ma tinh biển dưới sự uy hiếp, đều là sợ hãi chấn động phố, không dám nhúc nhích. Thiên ma tinh biển bên trong, hiện ra mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu,
là một cái thanh tú áo bào đen thiếu niên, chính là Quy Trần. Ở Quy Trần bên người, đi theo kiếm môn mấy trưởng lão, cũng chỉ có mấy người bọn họ, không có người khác. Cứ như vậy đinh ít người, dám đến tấn công luân hồi căn cứ, đây cũng không phải là tự tìm cái chết có thể hình dung, hoàn toàn là một đầu con chuột, đi khiêu khích một con mãnh hổ. Diệp đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Quy Trần trôi lơ lửng ở trên trời, ở sau lưng thiên ma tinh biển khí tượng nổi bật hạ, hắn uy thế rất đúng lạnh lùng thật lớn, đã không có ngày xưa người thiếu niên kia trẻ trung, chỉ có ác ma vậy lãnh khốc. Xem hắn vậy ánh mắt lãnh liệt, cũng biết hắn đã quyết định quyết tâm, ngày hôm nay muốn chu diệt luân hồi. Lên đây đi, chúng ta đường đường tránh tránh quyết chiến, chỉ cần ngươi thắng, ngươi thì có tư cách đi thiên ma tinh biển, ta biết nơi đó có ngươi quý trọng người. Quy Trần ánh mắt, chỉ rơi vào Diệp Thần trên mình. Hắn vung tay lên, thiên ma tinh sóng biển hoa sôi trào, mơ hồ ném ra liền một bóng người. Đó là tôn di bóng người. Nhưng, tôn di bóng người, rất nhanh chìm ngập ở vô tận hắc ám cùng đợt sóng bên trong. Không! Diệp Thần kêu to, lập tức bay lên trời, hướng thiên ma tinh biển phóng tới. Đừng xung động! Nhâm Phi Phàm lớn tiếng quát chỉ, Quy Trần dám tới quấy rối, ở tuyệt đối địa lợi khí vận ưu thế hạ, hắn một cái tát liền có thể đánh giết đối phương, không cần Diệp Thần ra tay. Nhưng hiện tại, Diệp Thần thấy được tôn di bóng người, nội tâm tiêu đốt dưới, cũng không lo hậu quả, trực tiếp xông đến thiên ma tinh trong biển. Rào! Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thần xông vào thiên ma tinh biển, cùng Quy Trần tương đối. Tôn di đâu? Diệp Thần gương mặt vặn vẹo, kêu lên. Diệp đại ca, ta không nhận biết người phụ nữ kia, chỉ biết là nàng là người quý trọng người. Nàng chẳng biết tại sao bị kẹt ở thiên ma tinh biển, cũng cùng ta không liên quan, ta cũng không có lớn như vậy bản lãnh. Ta chỉ là có thể may mắn mượn dùng thiên ma tinh biển lực lượng, dòm ngó gặp sau lưng hết thảy. Quy Trần lui về phía sau một bước, lắc đầu một cái, chậm giải thích rõ. Chỉ cần giết ngươi, ta là có thể tùy thời theo dõi thiên ma tinh biển, thấy tôn di. Diệp Thần nói, ngươi nếu có thể giết chết ta, chiếm đoạt ta đạo thống, ngươi có thể có được thiên ma tinh biển lực lượng, dòm ngó tất cả bí mật, thậm chí, ngươi tinh thần, vậy có thể đột phá thực tế hạn chế, đi thiên ma tinh biển, cùng cái đó gọi. Tôn di cô gái, ôm chầm trao đổi vậy không nhất định. Quy Trần cũng không có giấu giếm cái gì, hắn nói qua muốn cùng Diệp Thần đường đường tránh tránh quyết đấu, cũng sẽ không lừa dối cùng giấu giếm. Diệp Thần nghe xong Quy Trần mà nói, cơn sóng trong lòng dâng trào hỗn loạn, trong lòng chỉ tưởng nhớ tôn di, liền muốn điều động cả người linh khí, đánh chết Quy Trần. Nhưng, hạ một sát, Diệp Thần nhưng kinh ngạc phát hiện, linh khí của mình, vận chuyển đặc biệt khó khăn, thật giống như gặp phải cái gì phong ấn cùng áp chế. Diệp Thần tỉnh táo lại, lập tức phát hiện mình tình cảnh, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Hắn lúc này, đã đi sâu vào thiên ma tinh biển, ngang hàng là đến Quy Trần địa bàn. Tinh nguyệt giới thiên thời địa lợi khí vận ưu thế, ở chỗ này, không phát huy ra chút nào tác dụng. Diệp Thần cúi đầu xem xuống phía dưới, chỉ gặp Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao các người, đều là vô cùng khẩn trương, muốn tới cứu viện, nhưng bị thiên ma tinh biển phong ấn chặn lại. Lấy Nhâm Phi Phàm thực lực, tự nhiên có thể cưỡng ép xông phá phong ấn, nhưng vấn đề là, Diệp Thần ngay tại thiên ma tinh trong biển, một khi phong ấn bị cưỡng ép xông phá, Diệp Thần vậy sẽ phải chịu cắn trả cùng nguy hiểm. Cái này thiên ma tinh biển, giống như là một cái gì thế độc lập lôi đài, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Diệp Thần ở nơi này phiến trên lôi đài, một thân một mình, trực diện Quy Trần các người. Diệp đại ca, người luân hồi huyết mạch cùng khí vận, thập phần cường đại. Ta cần dùng thiên ma tinh biển là lôi đài, bảo đảm chiến đấu công bằng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Quy Trần rất thành khẩn nói, cái này lời thành khẩn tiếng nói sau lưng, cũng không có che giấu ý định giết người. Diệp Thần cảm thấy Quy Trần tâm tính, so với dĩ vãng, đó là càng ngày càng lạnh tuấn, không khỏi được cười nói. Rất tốt, xem ra ngươi và ma tổ vô thiên dung hợp, càng ngày càng thuận lợi. Hắn cẩn thận quan sát Quy Trần, phát hiện Quy Trần thân cao. So với trước kia cao một chút, hơi thở vậy phá lệ cường hãn. Hiển nhiên, trừ cặp mắt và cánh tay trái bên ngoài, hắn cùng ma tổ vô thiên dung hợp, tiến hơn một bước. Ma tổ vô thiên hai chân, đã đổ lỗi đến hắn trên mình, cùng hắn tươi và sinh động trẻ tuổi thân thể dung hợp, tóe ra càng uy lực cường đại, đỉnh thiên lập địa.
Hôm nay Quy Trần tu vi hơi thở, chỉ ít có thể sánh bằng thiên ngoại phi tiên, hơn nữa thiên ma tinh biển, vậy chân thật sức chiến đấu, không thể phỏng đoán, chỉ có thể dùng sức mạnh hãn tới hình dạng. Diệp Thần dưới trạng thái bình thường, có thể đánh bại vô lượng cảnh tầng 2 đại la kim tiên, nhưng đối mặt tầng thứ 3 thiên ngoại phi tiên, liền có chút cố hết sức, trừ phi vận dụng lá bài tẩy. Nhưng vấn đề là, hắn có lá bài tẩy, Quy Trần cũng có lá bài tẩy, hai bên lẫn nhau triệt tiêu. Tổng hợp tới xem, lại là Quy Trần chiến lực, ở Diệp Thần bên trên. Diệp Thần ca ca, mau xuống, người ở phía trên, không đánh lại hắn. Võ Giao hướng về phía Diệp Thần kêu to, nàng vậy nhìn thấu Diệp Thần bất lợi tình cảnh. Ở thiên ma tinh trên biển mặt, hắn muốn một mình đối mặt Quy Trần, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hắn xuống, giao cho Nhâm Phi Phàm các người ra tay, có thể vừa đối mặt giết chết Quy Trần. Ở đây sao nguy hiểm dưới tình huống, Quy Trần ngày hôm nay lại có thể thật dám đến, không thể không để cho người bội phục hắn dũng khí. Diệp Thần nghe Võ Giao mà nói, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn có thể cảm thấy, cái này thiên ma tinh biển chung quanh, đúng là tồn tại phong ấn. Nhưng lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể đem phong ấn phá vỡ, cởi đi ra ngoài. Diệp đại ca, ngươi không muốn đánh liền sao? Quy Trần hỏi. Hắn nhìn một chút Phương Nhâm Phi Phàm các người, lại hướng Diệp Thần nói, ngươi nếu như chẳng muốn cùng ta đơn đả độc đấu, kêu Phi Phàm tiên đế, Diệp tà thần các người ra tay, đích xác có thể đem ta giết chết. Nhưng, ta ở trước khi chết, ta sẽ tự bạo hết thảy, sẽ không cho các ngươi lưu lại bất kỳ đồ. Ngươi muốn lấy được ta đạo thống, nắm giữ thiên ma tinh biển lực lượng, trừ phi thân tự sát ta, ta mới tâm phục khẩu phục. Diệp Thần chỉ trần chờ chốc lát, liền gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không kêu người, chúng ta liền đơn đả độc đấu. Hắn muốn chiếm đoạt Quy Trần hết thảy, nắm giữ thiên ma tinh biển lực lượng, thấy tôn gì. Đây là duy nhất biện pháp. Nếu không, cùng mình phi thăng đi không không thế giới, vậy chân thực quá lâu, ngày đó có thể không thể đến, cũng là cái vấn đề. Rất tốt, vậy chúng ta ngày hôm nay liền quyết sanh tử một cái. Ta chẳng muốn cùng ngươi đánh, nhưng vận mệnh đem ta đẩy tới ngươi trước mặt, ta thật xin lỗi. Quy Trần ánh mắt vắng lặng, thân thể đột nhiên bạo cướp ra, từ thiên ma tinh biển bão tố bắn mà qua, kích văng lên đầy trời đợt sóng, như một viên hung mãnh đạn đại bác vậy, hướng Diệp Thần cuồng sát tới. Hắn tuy nói xin lỗi, nhưng ra tay không chút lưu tình, nói rõ là muốn trực tiếp giết chết Diệp Thần. Vậy mấy cái kiếm môn trưởng lão, thì đứng ở thiên ma tinh bờ biển duyên, cũng không ra tay, chỉ là lược trận, để phòng bất chắc. Phía dưới rất nhiều các tân khách, thấy Quy Trần vậy bão táp tiến mạnh tư thái, đều là thán phục. Từ Quy Trần trên mình, bọn họ thấy được ma tổ vô thiên bóng dáng, vậy hung hãn tàn nhẫn, hơn nữa trẻ tuổi. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, Võ Giao các người, gặp Diệp Thần cố ý muốn đơn đả độc đấu, cũng là lớn cấp. Chỉ là bọn hắn hôm nay, vậy không tiện nhúng tay, dẫu sao vậy thiên ma tinh biển, có phong ấn tồn tại, một khi bọn họ nhúng tay, không chỉ là Quy Trần bị ảnh hưởng, liền Diệp Thần cũng phải bị cắn trả. Hôn lễ ở giữa ma đế cùng Mưa Ao Giao, thấy Quy Trần vậy cổ sắc bén khí thế, cũng là âm thầm lo âu. Ngày hôm nay nhưng mà bọn họ lập gia đình may mắn thuận lợi, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy máu tươi. Nếu như Diệp Thần chết, vậy hôn lễ đều phải biến thành tang lễ. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thiện Nhu, Vân Cẩm đám con gái, cũng là vô cùng khẩn trương quan sát. Thiên ma tinh biển bên trên, sóng lớn mãnh liệt, ở Quy Trần khí thế chấn động hạ, toàn bộ thiên ma tinh biển đều cơ hồ là sôi trào, sóng lớn ngàn xích, sóng lớn vạn nặng, đặc biệt nguy nga. Thiên ma tuyệt không trưởng. Quy Trần vung ra một trưởng, không có chút nào xinh đẹp, chỉ có thuần túy cương liệt cùng hung mãnh, trong lòng bàn tay nổ lên lăn lăn ma khí. Ma khí lại hội tụ thành các loại quỷ dị vặn vẹo cổ quái đồ đằng, hung hăng đánh phía Diệp Thần đầu. Huyết Long, đi ra đi. Diệp Thần mắt gặp Quy Trần trưởng thế hung mãnh, hô hấp cũng là một hồi nghẹt thở, linh khí chậm chạp cảm giác, mãnh liệt hơn. Hắn lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, trên mình mơ hồ có kim quang tách thả ra, ngăn cản thiên ma tinh biển cùng Quy Trần uy áp, đồng thời triệu hoán Huyết Long đi ra. Hống, đi đôi với một tiếng kinh thiên long ngâm. Huyết Long thân thể cao lớn, mang máu tươi cùng sắt thép hơi thở, nổi lên. Diệp Thần cùng Huyết Long, một người một rồng, lập tức hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Diệp Thần quát to một tiếng,
trên cánh tay phải sắt thép huyết long quấn quanh, bắp thịt nổ, thuận thế một trường cuồng chụp ra, trực tiếp sử dụng 9 tầng trời thần thuật xếp hạng thứ nhất đại thiên trọng lâu trường. Một trường này cũng là hung mãnh vô cùng, cùng Quy Trần một trường kịch liệt đụng vào nhau. Làm hai người hai tay va chạm, phảng phất là hai viên mặt trời gay gắt, đánh vào nhau, cuồng bạo khí lưu bộc phát ra, để cho được nước biển chung quanh, tung lên trăm ngàn trượng, hình thành hung mãnh sóng thần, đặc biệt nguy nga. Thiên hải ngoại bầu trời, ở hai người trưởng phong đánh xuống, cũng là mây đen lăn trào, nhưng không hề tiêu tán. Lồng che thiên địa mây đen, là Quy Trần ma một mặt tượng trưng, là thiên ma tinh biển khí tượng biến thành, chỉ cần Quy Trần không chết, thiên ma tinh biển còn ở, những thứ này mây đen cũng sẽ không tiêu tán, vĩnh viễn bao phủ mặt đất. Một trưởng này giao phong, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngực gian khí huyết sôi trào, vội vàng liên tiếp lui về phía sau liền mười mấy bước, mới khó khăn lắm hóa giải được đáng sợ kia trưởng lực. Quy Trần nhưng chỉ lui về sau ba bước, thân hình liền đứng vững vàng ở trên mặt biển. Lần này hợp giao thủ, là có thể nhìn ra, Quy Trần tổng hợp sức chiến đấu, rõ ràng hơi mạnh hơn Diệp Thần một nước. Nguyên nhân chủ yếu phải, Quy Trần dựa lưng vào thiên ma tinh biển, tăng thêm quá lớn. Diệp Thần vậy nhìn thấu một điểm này, thần sắc hơi ngưng trọng, trong đầu nghĩ, ta muốn thủ thắng, nhất định phải áp chế thiên ma tinh biển hơi thở, coi như không thể áp chế, cũng phải thích ứng. Tâm niệm dậy chỗ, Diệp Thần bàn tay lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái màu đen tuyền chuôi kiếm, giống như hội tụ thế gian tới ám đen nhánh, chính là đã từng thuộc về ma hình thiên vĩ đại thần vật, Tất Hắc Chi Tinh. Cái này Tất Hắc Chi Tinh, là từ thiên ma tinh hải lý sản sinh ra vĩ đại thần vật, Diệp Thần nắm trong tay, tương đương với cũng nhận được thiên ma tinh biển chúc phúc. Tất Hắc Chi Tinh nơi tay, Diệp Thần quả nhiên liền cảm thấy, vậy thiên ma tinh biển đối mình áp chế, nhất thời liền yếu bớt rất nhiều. Có hiệu quả. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, lúc này không do dự nữa, lập tức nắm chặt Tất Hắc Chi Tinh, một kiếm hướng Quy Trần đâm tới. Chanh! Tất Hắc Chi Tinh trên chuôi kiếm, ma khí phun ra, ngưng luyện ra thân kiếm, thật giống như đột nhiên liền từ chuôi kiếm bên trong đánh ra, khí lưu ngưng luyện như sắt thép, sáng bóng sắc bén, mỏng như cánh ve đen nhánh lưỡi kiếm, lấy vô cùng ác liệt tư thái, chém chết hướng Quy Trần cổ. Một kiếm nơi tay, Diệp Thần tư thái rõ ràng bén nhọn hơn. So với võ đạo, kiếm đạo của hắn càng cường hãn. Quy Trần thấy Diệp Thần một kiếm đâm tới, thong thả, bàn tay cách không một chảo, thiên ma tinh hải lý rất nhiều nổi lơ lửng xương trắng thi hài, lăn lăn nổ lên, vô số xương hòa tan, cuối cùng hội tụ thành một cái xương trắng kiếm. Thiên ma kiếm đạo, gió vẫn giết. Quy Trần nắm chặt kiếm xương trắng, đột nhiên một kiếm đâm ra, một cổ trắng sáng tinh mang, cắt kim loại xuống, kiếm khí cùng thiên địa quy luật cộng hưởng. Lại đem thiên ma tinh biển cũng cắt ra một cái khe. Diệp Thần lại đột nhiên kiếm chiêu biến đổi, thân hình từ tại chỗ biến mất. Ở chỗ này, Quy Trần chút nào không hoảng hốt, tim như linh tê vậy, kiếm chiêu vậy biến hóa theo, đâm về phía một bên trống rỗng trong không gian. Vậy mảnh không gian, nhưng bỗng nhiên vặn vẹo, hiển hóa ra Diệp Thần bóng người. Diệp Thần vốn là muốn thi triển sát tâm vô ngân, một kiếm đánh lén giết chết Quy Trần, nhưng lại có thể bị người sau phát hiện. Mắt gặp Quy Trần một kiếm đâm tới, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thi triển chém thiên kiếm đạo, đinh một tiếng, đem Quy Trần kiếm phong rời ra, hai người đều thối lui một bước. Diệp đại ca, người sát tâm vô ngân, ở nơi này phiến thiên ma tinh biển, nhưng là có dấu vết. Chỉ cần là ở thiên ma tinh trong biển, không thứ gì có thể giấu giếm được ta. Quy Trần lạnh giọng nói. Diệp Thần muốn ở thiên ma tinh biển đánh lén hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì ở chỗ này, hắn là tuyệt đối nắm giữ. Diệp Thần cắn răng một cái, bộc phát cảm thấy cái này thiên ma tinh biển, đơn giản là Quy Trần một lá bài chủ chốt. Lá vương bài này, nếu như không nghĩ biện pháp áp chế, hắn liền sẽ bại thật thê thảm. Phía dưới các tân khách, còn có Nhâm Phi Phàm, Võ Giao các người, cũng nhìn ra Diệp Thần tình huống không ổn. Tiểu thư, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Chỉ Phi Huyết khẽ cắn răng, nàng nói qua phải bảo vệ Diệp Thần, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần nguy hiểm, nàng lại không thể cứu giúp. Chủ nhân cũng còn không ra tay, còn chưa tới phiên chúng ta. Đệ nhị yêu cơ ánh mắt liếc liếc về Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần các người, tuy biết Diệp Thần nguy hiểm, nhưng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiên ma tinh biển bên trên, Diệp Thần mắt gặp đánh lén vô dụng, thần sắc lại là ngưng trọng. Đột nhiên ánh mắt run lên,
sải bước bước ra, quát lên, Thiết Vương tọa, sắt thép lãnh vực, mở. Diệp Thần cùng Huyết Long liên hiệp, thúc giục Thiết Vương tọa linh khí, từng luồng hắc chiều vậy sắt thép hơi thở tràn ngập ra, nhanh chóng ở thiên ma tinh biển lan tràn, phải ở chỗ này chế tạo ra một cái sắt thép lãnh vực. Muốn áp chế thiên ma tinh biển hơi thở, nhất định phải có mình lãnh vực. Nhưng, làm Thiết Vương tọa hơi thở, phô tán đi ra ngoài, cũng không có để cho nước biển chung quanh thiết hóa. Thiết Vương tọa pháp bảo này, vô cùng là cường hãn, có thể thiết hóa hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác, đối mặt thiên ma tinh biển, liền Thiết Vương tọa cũng mất đi hiệu quả. Vô dụng, Thiết Vương tọa coi như có thể thiết hóa thế gian hết thảy đồ, cũng không thể thiết hóa thiên ma tinh biển, bởi vì đây là cao nhất thần khí. Quy Trần thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhưng là vô tình quát, rồi sau đó hắn thân hình, khỏa cuốn từng tầng một thiên ma sóng biển dâng, giống như là mãi mãi hải ma vậy, vô cùng mãnh liệt hướng Diệp Thần tập sát tới. Ma khí nổ tung dưới, ở Quy Trần quanh thân trong hư không, rất miễn cưỡng toát ra tất cả vặn vẹo quái vật, rát rát xít lên trước, vây quanh ở Quy Trần bên người, như vậy chúng tinh cùng nguyệt vậy. Một màn này hình ảnh, vô số quái vật vặn vẹo, Quy Trần thân như ma vương, thiên ma sóng biển dâng bạo dũng, hòa lẫn rất nhiều xương trắng, khí tượng mười phần dữ tợn, người bình thường đừng nói đặt mình vào trong đó, liền liền xem liếc mắt nhìn, cũng làm run sợ. Quy Trần lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn từ đầu đến cuối duy trì đầu óc tính táo, hiển nhiên có thể tuyệt đối nắm trong tay thiên ma tinh biển lực lượng. Phật ma dung hợp, hắn ma tính, cùng thiên ma tinh biển đồng tình, hắn Phật tim, lại có thể giữ lý trí không mất, từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái đặc biệt đáng sợ đối thủ. Diệp Thần mắt gặp vậy hung mãnh thiên ma sóng biển dâng, hòa lẫn vô số quái vật tập sát tới, hô hấp vậy nhất thời hít thở không thông, chỉ cảm thấy mình phải bị chìm ngập chết đi. Luân hồi chi chủ, mau dùng tội ác chi chu. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần nghe được một tiếng kêu gọi. Đó là chúng sinh giới thần vũ trụ, chân lý Phật tổ kêu gọi. Chân lý Phật tổ ánh mắt đặc biệt cay độc, mắt xem chiến cuộc bất lợi, liếc mắt liền nhìn ra phá cuộc mấu chốt, chính là tội ác chi chu. Diệp Thần nghe được Phật tổ kêu gọi, mơ hồ tới giữa, tựa hồ còn nghe được vĩ đại dạy bảo, nháy mắt tức thì hiểu được, lập tức gọi ra tội ác chi chu. Trước đây ở Thương Hải giới, Diệp Thần phá trận thời điểm, đã tiêu hao hết tội ác chi chu linh khí, thật may hắn vũ trụ chi tâm, còn có hai lần xung năng cơ hội. Tội ác chi chu, rơi. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức lợi dụng vũ trụ lòng tinh thạch, đem tội ác chi chu năng lượng, toàn bộ tràn đầy. Nguyên bản mất đi tia sáng tội ác chi chu, lần nữa khôi phục dữ tợn, đáng sợ, bóng tối hình dáng. Treo đầy bộ xương trắng đầu thuyền to, rơi vào cái này phiến thiên ma tinh biển bên trên, lại là hoàn mỹ cùng thiên ma tinh biển hòa làm một thể. Oanh! Quy Trần khỏa cuốn ngút trời sóng biển dâng, tập kích tới, nhưng cũng không thể dung chuyển tội ác chi chu. Diệp Thần đứng ở tội ác chi chu trên bong, thân như cây lao. Vô dụng, Diệp đại ca! Coi như ngươi có vô vô thần khí, nhưng ở thiên ma tinh trong biển, ta là tuyệt đối nắm giữ, coi như ngươi nhân hoàng thánh đao, cũng phải bị hạn chế, ngươi không đánh lại ta. Quy Trần thấy được vậy tội ác chi chu, thần sắc vẫn là lãnh đạm, mới vừa mấy phen giao thủ, hắn đã xác định, ở nơi này phiến thiên ma tinh biển bên trên, hắn thắng chắc, Diệp Thần vô luận như thế nào cũng không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần thấy Quy Trần vậy tự tin tư thái, nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Cười hỏi, đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ hỏi ngươi, ngươi gông xiềng là cái gì? Quy Trần nghe được Diệp Thần câu hỏi, sửng sốt một tí, gông xiềng. Diệp Thần nói, đúng vậy, ngươi đã chém ra 99, dõi mắt đời này, cũng gần bằng với ta, vậy cuối cùng một đạo tim gông xiềng, ngươi vẫn còn không chặt đứt, ngươi tim gông xiềng, rốt cuộc là cái gì? Lần này câu hỏi, nhưng đem Quy Trần đang hỏi, hắn hoàn toàn ngây tại chỗ. Hắn chém ra 99 sau đó, cũng không có đi suy tính, mình cuối cùng một đạo gông xiềng, rốt cuộc là cái gì? Bây giờ nghe liền Diệp Thần câu hỏi, hắn nhất thời rơi vào to lớn trống rỗng cùng mê mang bên trong đi. Đúng vậy, ta gông xiềng là cái gì? Quy Trần ánh mắt thật giống như lồng lên sương mù dày đặc, một phiến mờ mịt. Phàm là nhân tâm, đều có gông xiềng. Nhưng vào giờ phút này, Quy Trần nhưng không biết, mình gông xiềng là cái gì? Là đối đi qua hoài niệm, hay là đối với tương lai sợ hãi, hay là cùng ma tổ vô thiên dung hợp sau đó, ý thức của chính mình có thể biến mất. Cắt thịt tự ưng dĩ nhiên vĩ đại,
nhưng dẫu sao là muốn tự mình hy sinh, làm đối mặt cái chết cái này đáng sợ vấn đề, coi như ngây thơ nữa, lại không tà, lại hồ đồ người, cũng có thể ngửi được cái này hai chữ sau lưng, đại biểu hậu quả đáng sợ cùng tuyệt vọng. Cho nên, làm Diệp Thần hỏi ra, hắn gông xiềng rốt cuộc là cái gì thời điểm, Quy Trần là hoàn toàn ngây ngẩn, không biết trả lời như thế nào. Quy Trần thiếu gia, không nên bị kẻ địch mê hoặc. Ở Thiên Ma Tinh bờ biển duyên, vậy mấy cái áp trận kiếm môn các trưởng lão, thần sắc đại biến, vội vàng gào thét hô. Diệp Thần ở giao chiến bên trong, đột nhiên hỏi tim gông xiềng sự việc, đây là một cái công tâm kế, nhưng hết lần này tới lần khác Quy Trần trúng kế, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng nóng nảy. Người muốn biết câu trả lời, đến đây đi. Diệp Thần cùng huyết long kết hợp dưới, bàn tay hóa thành long chảo, cách không một chảo, một cổ khí lưu quấn lấy Quy Trần, đem hắn kéo đến tội ác chi chu phía trên. Tội ác chi chu, có thể chiếu thấy nhân tâm tội ác. Làm leo lên tội ác chi chu, Quy Trần ở trong mộng mới tỉnh, ngay tức thì thanh tỉnh lại. Diệp đại ca, ngươi lừa gạt ta. Quy Trần đứng ở thân thuyền trên, chỉ cảm thấy vậy các loại tội ác hơi thở, không ngừng xâm nhập tới, hắn đạo tâm, vậy bắt đầu lay động không chừng, thậm chí kế cận tan vỡ. Hắn tuy đơn thuần, nhưng không hề ngu xuẩn, đã nhìn ra Diệp Thần mới vừa câu hỏi, thật ra thì chính là công tâm. Diệp Thần cười một tiếng, hắn mới vừa có thể xách lên cái vấn đề này, vẫn là phải đa tạ chân lý Phật Tổ dạy bảo. Chân lý Phật Tổ ở trong sâu thẳm, đã nhìn thấu phá cuộc mấu chốt, chính là muốn công phá Quy Trần đạo tâm, đem hắn kéo đến tội ác chi chu phía trên. Phật Tổ đối với nhân tính thấy rõ, có thể nói vô cùng bén nhạy. Ta không lừa gạt ngươi, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi gông xiềng là cái gì, là chính ngươi đạo tâm không yên, bị ta một lời vạch trần, há có thể trách ta. Diệp Thần ngắm nhìn Quy Trần, ánh mắt sắc bén nói, ngươi gông xiềng, chính là đối chết sợ hãi, ngươi tuy nói cắt thịt tự ưng, nhưng bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng sợ lúc này chết. Ngươi đối chết sợ hãi, cũng ở đây trong sâu thẳm, cùng Thiên Ma Tinh Biển thuận lợi đồng tình, bởi vì cái này phiến Thiên Ma Tinh Biển, chính là hắc ám cùng chết tượng trưng. Diệp Thần thấy rõ, ở Quy Trần bước lên thuyền một khắc kia, hắn thì biết, Quy Trần lớn nhất gông xiềng, thật ra thì chính là đối chết sợ hãi. Không. Quy Trần có chút luống cuống, nguy cấp bên trong, giơ lên kiếm xương trắng, hướng Diệp Thần đâm tới. Nhưng, tội ác chi chu đặc biệt đặc thù, vậy tương đương với một cái đặc biệt lãnh vực. Ở tội ác chi chu phía trên, chiếm cứ địa lợi khí vận ưu thế, không còn là Quy Trần, mà là Diệp Thần. Diệp Thần thấy Quy Trần một kiếm đâm tới, rất thoải mái giơ bàn tay lên, bắt được kiếm hắn phong, hoàn toàn cầm nắm được. Nói ta biết tử vong rất đáng sợ, nhưng ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi, như ta tương lai lên đỉnh luân hồi, ta thậm chí còn sẽ sống lại ngươi. Nói xong, Diệp Thần bàn tay bỗng nhiên dùng sức, rắc rắc một tiếng, đem Quy Trần kiếm xương trắng, chấn động được nghiền, rồi sau đó lại một trường, hướng Quy Trần đầu đánh tới. Hôm nay quyết chiến, chính là cuộc chiến sinh tử, Diệp Thần tự nhiên sẽ không nương tay. Hôm nay Quy Trần đã dung hợp ma tổ vô thiên một cái cánh tay trái, hai chân cùng cặp mắt, chỉ cần giết hắn, ngang hàng đoạn tuyệt ma tổ vô thiên tương lai tất cả hy vọng, người sau chỉ có suy hủ rơi xuống kết quả. Hơn nữa, giết chết Quy Trần mà nói, còn có thể chiếm đoạt hắn đạo thống, từ đó nắm trong tay bộ phận Thiên Ma Tinh Biển lực lượng, thậm chí liền tinh thần linh hồn, đều có thể đột phá thế giới hiện thật hạn chế, đi không không lúc nào không bên trong, chân chính Thiên Ma Tinh Biển, cùng Tôn Di tiếp xúc. Đây đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn cám dỗ, hắn không thể nào bỏ qua. Ở hắn trong lòng, Tôn Di địa vị, vậy cũng so Quy Trần nặng phải nhiều. Hôm nay Quy Trần, đạo tâm dung, hơn nữa ở tội ác chi chu phía trên, Diệp Thần chiếm hết ưu thế, đủ để một trưởng giết chết hắn, sẽ không để cho hắn có thống khổ gì. Không, không nên giết ta. Quy Trần kêu to lên, khủng hoảng dưới, thân thể chớp mắt. Muốn chạy ra khỏi tội ác chi chu. Hắn gông xiềng, đã bị điểm đi ra, chính là đối chết sợ hãi, đây là người lúc ban đầu sợ hãi, cũng được hắn hôm nay nhất vững chắc gông xiềng. Đối mặt Diệp Thần tử vong uy hiếp, Quy Trần trong nội tâm chỉ có khủng hoảng, chỉ muốn thoát đi. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có nương tay ý, bàn tay như phụ cốt chi thư vậy đuổi giết lên, muốn một trưởng chung kết hết Quy Trần. Không tốt, thiếu gia muốn xảy ra chuyện. Vậy mấy cái kiếm môn trưởng lão, thấy một màn này, sắc mặt cuồng biến,
nhất thời cảm thấy không ổn. Ở nháy mắt tới giữa, bọn họ biến dạng hư không, không sợ chết vọt tới tội ác chi chu phía trên. Phịch! Diệp Thần hung hăng một chưởng đánh ra, nhưng cũng không có giết chết Quy Trần, mà là bị một cái trưởng lão chặn lại. Trưởng lão kia ngay tức thì xương thịt nổ tung, lâm vào là thi thể. Trương trưởng lão! Quy Trần kêu một tiếng, thấy trưởng lão kia trạng thái chết thảm như vậy mãnh liệt, trong lòng đối chết sợ hãi, cũng là đậm đà tới cực điểm, run lẩy bẩy. Mới vừa Diệp Thần một trưởng kia, nếu như đánh vào trên đầu hắn, hắn sợ rằng đã chết. Thiếu gia, người đi về trước, chúng ta để che ở luân hồi chi chủ. Vậy mấy trưởng lão cửa, vội vàng liên thủ biến dạng hư không, xé kéo ra một cái không gian lối đi, đem Quy Trần đẩy vào. Nhưng, ở tội ác chi chu phía trên, cho dù là không gian quy luật, cũng đổi được chậm chạp động lại, bọn họ không có thể lập tức đưa đi Quy Trần, người sau còn cứng ngắc đứng ở không gian trong lối đi. Quy Trần, ngày hôm nay chúng ta quyết sanh tử một cái, ngươi vì sao lại phải chạy khỏi? Diệp Thần thần sắc hờ hững, bỗng nhiên sử dụng nhân đồ thánh bôi, nhìn xem Quy Trần, lại nhìn xem tất cả trưởng lão, nói các ngươi đều lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần thúc giục nhân đồ thánh bôi, kinh khủng sát khí cùng huyết khí nổ ra. Khoảnh khắc tới giữa, nhân đồ thánh bôi thật giống như hóa thành một cái hắc ám kinh khủng vòng xoáy, truyền ra vô cùng đáng sợ hấp lực, phải đem người cắn nuốt. Khoảng cách Diệp Thần gần đây hai trưởng lão, lập tức bị nhân đồ thánh bôi cắn nuốt hết, phát ra kêu thảm thiết, máu tươi cùng linh hồn, toàn bộ hóa thành Diệp Thần chất dinh dưỡng. Quy Trần vậy cảm thấy mình khí huyết, đang không ngừng bị hút ra bên ngoài cơ thể, đi nhân đồ thánh bôi vọt tới. Vậy nhân đồ thánh bôi, vây quanh phệ hồn châu sau đó, không chỉ là có thể nuốt cắn người khí huyết, còn có thể nuốt phệ linh hồn người. Quy Trần cảm thấy trước đó chưa từng có khủng hoảng, đối chết sợ hãi, áp đảo hết thảy. Còn sót lại kiếm môn trưởng lão có ba người, bọn họ thần sắc đoạn tuyệt, kêu lên, Quy Trần thiếu gia, đi nhanh đi. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ đều là ký kết dấu tay, cả người khí huyết bành trướng, rồi sau đó phịch đích một tiếng, lại có thể sống sờ sờ ở Diệp Thần trước mặt tự bảo. Đó là vô lượng cảnh cường giả nổ, cuồng bạo đợt khí, để cho được tội ác chi chu, cũng là kịch liệt xung. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, ở khí lãng nổ dưới sự xung kích, cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau chạy đi, nếu như không phải là có tội ác chi chu phòng vệ, hắn rất có thể đã bị thương. Nổ đánh vào dưới, nhân đồ thánh bôi đều bị liền ảnh hưởng, một hồi rung. Quy Trần nhất thời cảm thấy, vậy cổ lực cắn nuốt biến mất, hắn lật đật đánh vỡ hư không, hoàn toàn chạy trốn đi, mang thiên ma tinh biển cùng nhau biến mất. Thiên ma tinh biển biến mất, đầy trời mây đen vậy tản đi, nhưng thiên địa cũng không có khôi phục quang minh, bởi vì tội ác chi chu còn trôi nổi trên bầu trời mặt, còn có vậy mấy cái kiếm môn trưởng lão tự bạo, mây hình nấm vậy đỏ tươi khói mù, tràn ngập giữa trời đất. Đặc biệt nguy nga. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, đệ nhị yêu cơ các người, còn có toàn trường các tân khách, đều là rung động nhìn một màn này. Chiến đấu biến hóa, làm người ta hoa cả mắt. Bọn họ không nghĩ tới, một mực ở hạ phong Diệp Thần, lại có thể lợi dụng công tâm kế, thành công phản kích Quy Trần, thậm chí ép được người sau thoát đi, kiếm môn trưởng lão cũng bị ép được từ bảo. Ở yên lặng sau một lúc lâu, toàn trường các tân khách, đều là bộc phát ra một hồi nhiệt liệt ủng hộ cùng hoan hô. Diệp Thần cùng Quy Trần đánh một trận, coi như là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, thiên ma tinh biển đáng sợ khí tượng, như cũ để cho mỗi một người lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể ở thiên ma tinh trên biển mặt, đơn đả độc đấu chiến thắng Quy Trần, luân hồi thực lực cùng khí vận, có thể tưởng tượng được. Bầu trời bên trong, tội ác chi chu phía trên, nghe phía dưới các tân khách hoan hô ủng hộ. Diệp Thần cũng không có biểu lộ ra cái gì thần sắc mừng rỡ, mà lại yên lặng tiêu hóa mới vừa chiến đấu hết thảy. Hắn tuy không có thể giết chết Quy Trần, nhưng lợi dụng nhân đồ thánh bôi, vậy cắn nuốt hết đối phương bộ phận huyết khí tu vi. Mượn bộ phận này huyết khí tu vi, Diệp Thần đan điền cùng thức hải, đều được không thiếu năng lượng bổ sung, trong đó có thiên ma tinh biển năng lượng, trong tay tất hắc chi tinh, hắc mang càng hừng hực. Diệp Thần mơ hồ tới giữa. Lại càng thấy rõ liền thiên ma tinh biển hình ảnh, nhưng mơ hồ, vậy nhìn không rõ lắm. Diệp Thần ca ca, ngươi không có sao chứ? Ta có thể lo lắng ngươi chết bầm. Lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy có một đạo ôn nhuyễn thân thể mềm mại, lao vào Diệp Thần trong ngực, chính là Võ Giao. Võ Giao, chỉ phi huyết, đệ nhị yêu cơ, nhâm phi phàm, Diệp Tà Thần,
Hạ Nhược Tuyết các người, còn có Ma Đế, Mưa Ao Giao, Phật Tổ, Thiện Nhu, Vân Cẩm các người, nhớ Nhung Diệp Thần an nguy, ở sau khi chiến đấu kết thúc, chính là nhanh chóng bay lên, cũng đi tới Diệp Thần bên người. Tội ác chi chu sát khí nồng nặc, nhưng có Võ Giao, Nhâm Phi phàm nhóm cường giả ở chỗ này, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Ta không có sao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái Võ Giao tóc, mà là tâm niệm vừa động, để cho tội ác chi chu sát khí, hoàn toàn dần dần không nhìn thấy đi xuống, thậm chí thay thiên tiên cá chép sao thánh khiết khí tượng, coi là cho Ma Đế hôn lễ chúc phúc. Diệp Thần, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay hôn lễ, rất có thể gặp phải kiếm môn phá hoại. Ma Đế nhìn Diệp Thần, mỉm cười nói. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, nói, nếu như không phải là ta, kiếm môn người dám tới, vừa thấy mặt sẽ bị Võ Giao muội muội chân áp. Lúc nói chuyện lại sờ một cái Võ Giao tóc, hiện đang chiến đấu đã kết thúc, hắn vậy thu hoạch không thiếu, tâm tình rất là ung dung. Nhâm Phi phàm trầm giọng nói, Ma Tổ Vô Thiên dám chỉ phái Quy Trần một người tới, phỏng đoán chính là dự liệu được, các ngươi sẽ đơn đả độc đấu, cạnh người không cách nào nhúng tay, nhưng bất kể như thế nào, lần này đều là quá nguy hiểm, lần kế, ngươi không thể lại làm ẩu. Lần này Diệp Thần có thể thắng, thật sự là có chút may mắn. Nếu như Quy Trần đạo tâm, lại vững chắc một chút, không chịu Diệp Thần ảnh hưởng, không bị đẩy vào tội ác chi chu, vậy ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ta biết, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Thật ra thì, Diệp Thần mạo hiểm đi đơn đả độc đấu, là vì Tôn Di. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tôn Di tuy không tỉ trọng muốn, nhưng bởi vì nàng, mà không cố luân hồi trận doanh toàn thể an nguy, đối những người khác mà nói, vậy rất không công bình. Diệp Tà Thần vuốt râu cười nói, cũng không cần ồn ào, hôm nay là Ma Đế ngày vui, nếu nguy hiểm đã giải quyết, vậy chúng ta tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo vũ. Đệ nhị yêu cơ quyến rũ cười một tiếng, nói thiếp muốn bêu xấu, là các vị ca múa một khúc. Diệp Tà Thần ha ha cười nói, không thành vấn đề, ngươi là ta tương lai cháu dâu người phụ nữ, ngày hôm nay cũng vừa tốt thừa dịp cái này cơ hội, hướng mọi người giới thiệu một chút ngươi. Đệ nhị yêu cơ nghe được Diệp Tà Thần mà nói, trang điểm lộng lẫy cười lên, rất là cao hứng. Đám người cũng là cười lên, chỉ có Diệp Thần cảm thấy lúng túng. Mà ở Diệp Thần bên này, cười cười nói nói thời điểm, Quy Trần cũng không so chật vật, đem về kiếm môn. Kiếm môn các đệ tử, thấy Quy Trần sợi tóc tán loạn, thần sắc trắng bệch, linh khí lưu tán, lẻ loi trở về, đều là lấy làm kinh hãi, đã biết công diệt luân hồi kế hoạch thất bại. Ở khiếp sợ ngắn ngủi sau này, đám người lại là may mắn. Chí ít, Quy Trần có thể còn sống trở về, đã là thiên đại chuyện vui. Ngày hôm nay đi tinh nguyệt giới, thừa dịp Ma Đế hôn lễ cơ hội, công diệt luân hồi, cái kế hoạch này, ở toàn bộ kiếm môn bên trong, cơ hồ là người người phản đối, không có một người tán thành. Bởi vì, Ma Tổ Vô Thiên kế hoạch, chân thực quá mạo hiểm, thậm chí có thể nói lỗ mãng đến ngoại hạng bước. Hắn lại cũng chỉ phái ra Quy Trần một người, mang mấy trưởng lão, liền dám đi đại náo tinh nguyệt giới, cái này ở người bình thường trong mắt, hoàn toàn chính là để cho Quy Trần đi chịu chết. Lúc này Quy Trần có thể trở về tới, rất nhiều kiếm môn các cường giả, trong lòng đều ở đây đốt nhang lớn. Quy Trần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lại không có hân duyệt thần sắc, thân thể vẫn là không ở run rẩy, chết sợ hãi bao phủ trong lòng. Hắn trở lại kiếm môn trong đại điện. Gặp được Ma Tổ Vô Thiên. Hôm nay Ma Tổ Vô Thiên, tự ở bề ngoài, so với trước đây cùng Diệp Thần đàm phán, càng suy đồi. Hắn hai chân, đã mất đi, chỉ có thể ngồi ở một tấm làm bằng gỗ xe lăn, cánh tay lại cắt mất một cái, cặp mắt hết sức không, hình dáng âm u đáng sợ. Nếu như là người bình thường mà nói, thấy Ma Tổ Vô Thiên, vậy chỉ có sợ hãi ý niệm. Chỉ có chân chính người tu luyện, mới có thể từ nơi này cái tàn phế thân xác bên trong, cảm nhận được Ma Tổ Vô Thiên ngày càng lớn mạnh thần thức ý chí, vậy đơn giản là vĩnh hằng bất hủ linh hồn. Lão Tổ, ta đánh bại. Quy Trần quỳ xuống ở Ma Tổ Vô Thiên trước mặt, ảm đạm run rẩy nói. Phải không? Ma Tổ Vô Thiên trống rỗng động ánh mắt, yên lặng nhìn hắn, cũng không trách trách, giọng mang sâu đậm thê lương, cũng không biết là cái gì suy nghĩ, chỉ có thê lương. Quy Trần cắn chặt hàm răng. Đối chết sợ hãi, còn không từ hắn trong lòng tản đi. Ma Tổ Vô Thiên nói, ngươi trách ta sao? Quy Trần sửng sốt một chút,
không biết Ma Tổ Vô Thiên lời này là ý gì. Ma Tổ Vô Thiên nói, ta đem ngươi một mình phái đi ra ngoài, đơn độc đối mặt luân hồi trận doanh, ngang hàng đưa ngươi đi chết, ngươi trách ta sao? Quy Trần nói, lão tổ, ta làm sao sẽ trách ngươi, ngươi làm tất cả quyết định, nhất định có thâm ý. Ma Tổ Vô Thiên trầm mặc một hồi, sau đó liền thong thả thở dài một cái, nói thật ra thì, ta không phải đưa ngươi đi chết, ta là muốn rèn luyện ngươi. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi tìm gông xiềng, chính là đối chết sợ hãi. Lần này để cho ngươi trực diện luân hồi, ta chính là muốn để cho ngươi cảm thụ sợ hãi. Nếu như, ngươi có thể chiến thắng vậy sợ hãi, ngươi có lẽ có thể tại chỗ đột phá tim gông xiềng, trở thành kế luân hồi sau đó, cái thứ hai chém hết trăm ra người. Quy Trần ngẩn ngơ, nói, lão tổ, ngươi là muốn để cho ta cảm thụ sợ hãi. Ma Tổ Vô Thiên nói, không sai, đáng tiếc, ngươi thất bại, ngươi tim gông xiềng vẫn cứ tồn tại, người ta Phật ma dung hợp, thật ra thì ngươi có hai lần chém ra cơ hội, một khi đột phá tim gông xiềng, người ta tất nhiên có thể siêu thoát tiên đế, chứng đạo chí cao. Quy Trần cảm giác sâu sắc xấu hổ, nói, lão tổ, là ta tư chất quá kém, thật xin lỗi. Ma Tổ Vô Thiên lại thở dài một cái, nói, không thể trách ngươi, chỉ có thể nói luân hồi khí vận, chân thực quá bàng bạc liền chút, muốn chấn áp hắn, khó hơn lên trời. Bất quá chúng ta khí vận cũng không kém, ta đã coi là đến, ngươi coi như thất bại, cũng sẽ không chết, cho nên ta mạo hiểm đem ngươi đơn độc phái đi ra ngoài, cuối cùng có thu hoạch, chí ít ngươi rõ ràng liền mình gông xiềng, rốt cuộc là cái gì. Quy Trần nghe nói như vậy, thân thể lại kịch liệt phát run lên, gương mặt trắng bệch, nói, nhưng mà, lão tổ, ta chân thực không cách nào mặt đúng. Ma Tổ Vô Thiên gật đầu một cái, nói ta biết, đối chết sợ hãi là thế gian lớn nhất sợ hãi, không có so với cái này đáng sợ hơn tồn tại, cho nên từ loại nào đó ý nghĩa mà nói, ngươi tìm gông xiềng, so luân hồi còn muốn vững chắc, khó mà đột phá. Quy Trần cắn môi dưới, đối con đường phía trước một phiến mê mang, nói, lão tổ, ta đã thua, tiếp theo nên làm như thế nào? Ma Tổ Vô Thiên nhàn nhạt khoát khoát tay, nói thắng bại là chuyện thường binh ra, ngươi không cần để ở trong lòng, thật tốt là Thái Thượng Công Đức Chiến làm chuẩn bị đi. Đến lúc đó, ngươi cùng luân hồi, có lẽ còn có đánh một trận, ngươi có đột phá tim gông xiềng cơ hội. Quy Trần nghe nói như vậy, ánh mắt hơi sáng lên, thoáng khôi phục lòng tin, nói, lão tổ, cùng Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu, ta nhất định sẽ cọ rửa nhục trước, đột phá tim gông xiềng. Hắn trải qua chết sợ hãi sau đó, hôm nay cũng bị khơi dậy chiến ý cùng quyết tâm. Đối mặt sợ hãi, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là đi chiến thắng nó. Tinh Nguyệt giới, Ma Đế cùng Vũ Chỉ Giao hôn lễ, tuy nửa đường bị Quy Trần cắt đứt, nhưng thật may kết cục là hoàn mỹ. Ngày này thời gian, chủ khách đều vui, tất cả mọi người đều ở sung sướng chung độ qua. Ở hôn lễ bên trên, làm người khác chú ý nhất, tất nhiên vậy thứ hai Yêu Cơ. Nữ nhân này, vóc người bốc lửa diêm dúa loè loẹt, tính tình lại mở cửa phóng đãng, ở trên hôn lễ hiến vũ, đem bầu không khí nổ tới cực điểm, liền liền Diệp Thần ra. Cũng hận không được lập tức đem nàng nhận lấy cửa, thừa dịp ngày hôm nay hôn lễ, để cho Diệp Thần cưới hạ thứ hai Yêu Cơ làm tiểu thiếp. Nếu như không phải là Diệp Thần hết sức ngăn cản, chuyện này rất có thể liền thành sự thật. Diệp Thần hiện tại đổ không có quá nhiều ý tưởng, hắn hoa đào nợ đã quá nhiều, chẳng muốn lại dính, chỉ muốn mau sớm tăng lên thực lực mình. Thật may ở hôn lễ sau khi kết thúc, thứ hai Yêu Cơ cũng là rời đi. Ở trước khi chia tay, Diệp Thần trong lòng tưởng nhớ thiên nữ, hướng thứ hai Yêu Cơ nói, Yêu Cơ cô nương, nếu như thiên nữ tỉnh, nhớ nhất định phải cho biết ta. Thứ hai Yêu Cơ cười trêu nói, ai yêu, ở ngươi trong lòng, vẫn chỉ có ngươi thiên nữ tỷ tỷ, coi như ta làm sao làm duyên làm dáng, cũng đánh không nhúc nhích được ngươi. Diệp Thần rất là lúng túng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thứ hai Yêu Cơ cười nói, thôi, ta biết ở ngươi trong lòng, thiên nữ so ta nặng phải nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, ta nhiều hơn thiếu thiếu cũng có một chỗ ngồi, không phải sao? Ha ha, yên tâm đi, cùng thiên nữ tỉnh, ta sẽ thông báo cho ngươi. Dừng một chút, thứ hai Yêu Cơ lại hướng chỉ Phi Huyết nói, Phi Huyết, ở Thái Thượng Công Đức trước trận chiến thời gian, ngươi tiếp tục bảo vệ thằng nhóc này, mặc dù hắn nhìn như không giống như là cần ngươi bảo vệ dáng vẻ. Chỉ Phi Huyết kêu, tiểu thư. Thứ hai Yêu Cơ gật đầu một cái, sau đó liền rời đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh,
trong đầu nghĩ, ta cắn nuốt quy trần bộ phận tu vi năng lượng, là thời điểm tu luyện. Diệp Thần một thân một mình, ở tinh nguyệt thần giáo bên trong, tìm một cái tĩnh lặng động phủ, liền bắt đầu tu luyện cảm ngộ. Còn như chỉ phi huyết, thì bị hắn thu xếp ở tân khách cư trú trong phòng đi. Ở tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần không sẽ gặp nguy hiểm, tự nhiên vậy không cần nàng bảo vệ. Trong động phủ, Diệp Thần ngồi xếp bằng, cầm ra tất hắc chi tinh chuôi kiếm, nắm trong tay, hơi cảm ứng cùng Trung Minh. Tất hắc chi tinh là vĩ đại thần vật, từ thiên ma trong tinh hải ra đời, Diệp Thần ở quy trần trên mình, hấp thu được năng lượng khí tức, thì có thiên ma tinh hải linh khí tồn tại. Tay cầm tất hắc chi tinh, Diệp Thần có thể thuận lợi hơn tiêu hóa bộ phận kia năng lượng. Luân hồi huyết mạch dưới sự vận chuyển, Diệp Thần rất thuận lợi hấp thu hết quy trần tu vi khí huyết, nhưng trong đó ẩn chứa thiên ma tinh hải năng lượng, nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào luyện hóa, thủy chung là ngoan cố hình dáng, tựa hồ ngày trước ma tinh biển, cũng không muốn cùng Diệp Thần thành lập bất kỳ đồng tình. T. Thiên ma tinh hải, không hổ là cao nhất thần khí, muốn câu thông, thật đúng là khó khăn sao. Diệp Thần yên lặng lẩm bẩm một câu, tiếp tục vận chuyển công pháp cùng huyết mạch, đi hấp thu thiên ma tinh hải năng lượng. Nhưng mà, bộ phận này năng lượng, ngoan cố được vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Thời gian từng chút trôi qua, đi qua đã mấy ngày, Diệp Thần vậy không việc gì thu hoạch, chỉ là tu vi tiến bộ một ít, sắp đột phá 5 tầng trời, bước vào 6 tầng thiên cảnh giới bên trong, nhưng vẫn là thiếu chút nữa thời cơ. Mỗi ngày đi qua, Diệp Thần cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc ở ngày này, bộ phận kia thiên ma tinh hải năng lượng, cuối cùng là tụ vào Diệp Thần đan điền bên trong, thành công bị hắn luyện hóa hết. Oanh! Luyện hóa thành công, Diệp Thần đan điền, lập tức giống như là lũ quét bùng nổ vậy, truyền ra mãnh liệt tiếng rít. Diệp Thần cả người khí lưu nổ, chỉ cảm thấy mình trong sâu thẳm, tựa hồ nắm giữ vô cùng lực lượng vô tận, chính là thiên ma tinh hải lực lượng. Thiên ma tinh hải, hiện! Diệp Thần tâm niệm vừa động, bàn tay vung lên, muốn gọi ra thiên ma tinh hải, nhưng cuối cùng, xuất hiện ở trong tay hắn, cũng không có đại dương, chỉ là một giọt nước. Một giọt đen nhánh tới cực điểm, giống như hội tụ thế gian tất cả tử vong cùng bóng tối nước. Đó là thiên ma tinh hải nước biển. Cái này giọt nước biển, là tuyệt đối tinh hoa, do Diệp Thần lặp đi lặp lại chui luyện mà ngưng tụ thành. Cùng cái này giọt nước hắc ám màu sắc so sánh, tất hắc chi tinh cũng lộ vẻ được có chút quá trắng bệch. Cái này giọt nước hắc ám, không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ, giống như có thể chôn vùi thế gian hết thảy tồn tại. Diệp Thần trong lòng bàn tay mặt, chứ cái này giọt nước, bàn tay hắn, ở đó hắc ám khí tức nổi bật hạ, cũng lộ vẻ được sâu thẳm hắc ám, thật giống như có vô số quỷ dị vặn vẹo quái vật, muốn từ bàn tay hắn bên trong nhô ra vậy, đặc biệt quỷ dị. Chỉ là một giọt nước, không biết ta tương lai, có thể hay không nắm trong tay hoàn chỉnh thiên ma tinh hải. Diệp Thần cười khổ một chút, chỉ theo sau lại thu liếm tâm tình. Dẫu sao, hắn trong lòng bàn tay một giọt nước, và thông thường thiên ma tinh hải giọt nước không cùng, đây là một giọt đặc vô số tinh hoa hắc ám giọt nước, bàn về toàn thân giá trị cùng linh khí, đại khái tương đương với quy trần nắm giữ 10%. Tuy chỉ là 10%, nhưng Diệp Thần võ đạo nội tình, có thể so với quy trần mạnh hơn nhiều, ở trong tay hắn, cái này 10% năng lượng, viên này hắc ám giọt nước, có thể bộc phát ra người ngoài không tưởng tượng nổi lực sát thương. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt, liền hội tụ ở nơi này viên giọt nước phía trên, tinh thần thẩm thấu vào. Hắn thấy giọt nước bên trong, thời gian lưu chuyển, có vô số cái vũ trụ thế giới cùng hỗn độn tinh không lướt qua. Thiên ma tinh hải, vô cùng đáng sợ, trừ mai táng vô số cường giả ra, còn mai táng vô số đại thế giới. Diệp Thần xuyên thấu qua viên này giọt nước, liền thấy vô số vũ trụ thế giới thi thể, sau đó là một cái trôi lơ lửng ở chết trong biển. Vô số cường giả hài cốt, máu tươi đầm đìa, đem một phần chia thiên ma tinh hải vùng biển, cũng nhuộm thành liền đỏ tươi màu sắc. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, lần này dòm ngó, hắn so trước kia bất cứ lúc nào, cũng thấy rõ thiên ma tinh hải nội bộ cảnh tượng. Hắn tinh thần, không ngừng thấm vào đi xuống, ở mờ mịt biển chết bên trong, tìm kiếm tôn gì bóng người. Sốt cuộc, giống như là tâm linh thương thông vậy, Diệp Thần ở một cái góc tối bên trong, thấy được tôn gì tồn tại. Tôn Di vóc người, như cũ bốc lửa, Diệp Thần nhìn nàng thân thể, có thể nhớ lại ngày xưa vậy cổ đầy đặn phong phú cảm giác. Rất nhiều hơn cờ bay phất phới hình ảnh, ở Diệp Thần đầu óc bên trong thoáng qua, nhưng vào giờ phút này,
Diệp Thần chỉ quan tâm Tôn Di an nguy, thấy nàng bóng người sau đó, chính là hoảng vội vàng kêu lên. Tôn Di, có thể nghe được thanh âm của ta không? Vào giờ phút này, Diệp Thần ý chí, chính kích liệt xung chuyển, để cho được trong lòng bàn tay hắc ám giọt nước, cũng là như run rẩy nước mưa vậy, không ngừng run rẩy run. Hắn phải đem mình ý chí, truyền cho Tôn Di, cùng đối phương thành lập câu thông. Quyền giúp ở trong góc Tôn Di, tựa hồ cảm giác được cái gì, mở mắt ra, trong mắt mang nghi ngờ ngạc nhiên thần sắc, ngơ ngác nhìn bốn phía. Diệp Thần, là ngươi sao? Sốt cuộc, Tôn Di lên tiếng, thân thể run rẩy, mờ mịt nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm gì. Nhưng, nàng cái gì cũng không tìm được, chung quanh chỉ có trống rỗng cùng hắc ám. Là ta, là ta. Diệp Thần đại hỉ, ý chí không ngừng truyền, muốn cùng Tôn Di câu thông. Nhưng mà, Tôn Di lại tựa hồ như không phát hiện Diệp Thần tồn tại, thấy chung quanh vẫn là một phiến hắc ám trống rỗng sau đó, nàng lộ ra một cái cười khổ, tự lẩm bẩm, nhất định là ta ảo giác, Diệp Thần lại tại sao lại ở chỗ này. Hắn có lẽ cũng không biết ta tỉnh cảnh hôm nay. Những lời này nói xong, nàng lại lần nữa co ro, đem đầu chôn ở đầu gối tới giữa, cô độc ảm đạm, lại không có bất kỳ động tác. Diệp Thần trong lòng khẩn trương, liền liền kêu mấy tiếng, nhưng cũng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn tinh thần, vậy đến cực hạn, từ thiên ma trong tinh hải đi ra ngoài, lần nữa trở lại thế giới hiện thật, đã suốt cả người mồ hôi, gương mặt trắng bệch. Xem ra ta nắm trong tay thiên ma tinh hải, năng lượng còn chưa đủ mạnh. Diệp Thần nhìn lòng bàn tay một viên giọt nước, cắn răng, hơi có chút không cam lòng. Nếu như hắn nắm giữ thiên ma tinh hải, năng lượng mạnh hơn lớn một chút nói, có lẽ liền có thể thuận lợi cùng Tôn Di thành lập câu thông, đáng tiếc bây giờ có thể tính còn chưa đủ. Muốn lớn mạnh nói, trừ phi là giết chết Quy Trần. Nhưng, Quy Trần kinh này một kiếp, sợ rằng sẽ không lại đơn độc đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần muốn giết chết hắn, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Đang suy nghĩ lúc đó, Chỉ Phi Huyết đi tới, trong tay mang một phần thư, nói. Diệp Thần, Vạn Hoa Trang bên kia phát tới đưa tin, nói thiên nữ đã tỉnh lại. Nghe vậy, Diệp Thần vừa mừng vừa sợ, nói thiên nữ đã tỉnh. Chỉ Phi Huyết nói, ừ, người muốn thăm nàng mà nói, liền hết sức mau đi đi, nếu không, nàng có thể lại phải lần nữa ngủ say. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Tôn Di tạm thời câu thông không được, chỉ có thể gửi nhờ sau đó. Hôm nay thiên nữ tỉnh lại, hắn tự nhiên phải đi thăm. Lập tức, Diệp Thần liền chuẩn bị đi Vạn Hoa Trang. Chỉ Phi Huyết nói, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, có thể, nhưng... Chỉ cô nương, muốn ủy khuất ngươi trước lưu lại ở thiên địa hồ bên trong, như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ kêu gọi ngươi đi ra. Hắn suy nghĩ mình cùng thiên nữ gặp nhau, hơn phân nửa sầu triền miên, có người ngoài ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cuối cùng không quá vui thích. Chỉ Phi Huyết thân thể mềm mại khẽ run, thanh âm hơi có vẻ chán nản nói, được rồi. Diệp Thần liền đem nàng nhận được trong hồ lô đi, sau đó biến dạng hư không, xuất hiện ở đạo đức thiên giới, hạ xuống đến Vạn Hoa Trang bên trong. Diệp đại nhân, Vạn Hoa Trang các người làm, thấy Diệp Thần tới, rối rít khom người thi lễ. Yêu cơ cô nương ở đây không? Diệp Thần gật đầu một cái, tính cách lễ phép hỏi một câu. Yêu cơ đại nhân bận chuyện, hôm nay người ở quỷ vương giới, nghe nói quỷ vương giới bên kia, xuất hiện một vị cường giả, tên là Thiên Sơ Thánh Tổ, giết không ít mạng người, yêu cơ đại nhân đang bận giải quyết. Vậy người làm đáp, Diệp Thần thầm giật mình, trong đầu nghĩ, vậy Thiên Sơ Thánh Tổ, quả nhiên đi quỷ vương giới, không biết hắn có thể nháo xảy ra cái gì mưa gió. Vậy người làm nói tiếp, tiểu nhân phụng yêu cơ đại nhân pháp dụ, thiên nữ một tỉnh lại. Tiểu nhân liền bẩm báo Diệp đại nhân mời vào, thiên nữ ở bên trong chờ ngươi. Diệp Thần trong lòng nóng lên, sải bước bước vào Vạn Hoa Trang bên trong, thẳng đi tới Hy Vọng Hoa rừng hoa, tất cả người làm cùng người làm, cũng biết điều lui xuống. Ở màu trắng thánh khiết rừng hoa bên trong, một đạo quần áo trắng lung lay bóng người, di thế độc lập, thướt tha như tiên tử, da thịt trắng như tuyết, dung mạo tuyệt đẹp, chính là thiên nữ. Thiên nữ tỷ tỷ. Diệp Thần gặp được thiên nữ, trong lòng đại hỉ, một cái bước dài xông tới. Thiên nữ xoay người lại, thấy Diệp Thần tới, vậy hơi có vẻ mặt tái nhợt cho trên, cũng là hiển lộ ra vui vẻ nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Diệp Thần vọt tới, cùng thiên nữ ôm nhau thật chặt,
rồi sau đó là kịch liệt thâm tình hôn. Thiên nữ thương thế còn chưa lành, lúc này chỉ là ngắn ngủi tỉnh lại, thân thể còn hư yếu ớt quá, kịch liệt như vậy ôm hôn, nàng tựa hồ có chút không chịu nổi, thở dốc đứng lên. Thiên nữ tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần buông môi, ngắm nhìn thiên nữ ánh mắt. Thiên nữ mỉm cười cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, thả vào mình trên gương mặt, nhẹ nhàng ma thức trước, nói ta không có sao, tạm thời còn chưa chết, chỉ là nội thương còn không giải quyết, ta tối đa thanh tỉnh 2 ngày, có thể lại phải ngủ say. Diệp Thần có vẻ đau lòng, ôm eo của nàng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đoạt được thái thượng công đức chiến đầu tên, bắt được có thể trị ngươi thương thế đan dược, để cho ngươi hoàn toàn khôi phục như cũ. Thiên nữ cười nói, ngoan, cuối cùng ta trước kia không có uổng công thương ngươi, cái này thời gian 2 ngày, ngươi liền cùng ta đi một chút đi. Diệp Thần nói, Diệp Thần cẩn thận suy tính một tí thời gian, phát hiện khoảng cách thái thượng công đức chiến, còn dư lại cái cuối cùng hơn tháng. Lấy hắn hôm nay tu vi thực lực, muốn ở thái thượng công đức chiến bên trong đoạt cúp, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần cũng sẽ đem hết toàn lực. Diệp Thần cùng thiên nữ tay cặp tay, ở rừng hoa bên trong bước chậm, một phiến phiến màu trắng cánh hoa theo gió nâng lên, ánh mặt trời ấm áp, hai người nội tâm cũng là một phiến ấm áp. Đi một hồi, thiên nữ có chút mệt mỏi, Diệp Thần ôm nàng ngồi xuống, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, hắn từ phía sau ôm lấy nàng eo, thân thể hai người tướng thiếp. Thiên nữ ôn nhu nói, thái thượng công đức chiến, cực kỳ nguy hiểm khó khăn, người muốn đoạt cúp, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Diệp Thần phóng khoáng nói, bỏ mặc gian nan giường nào, ta cũng sẽ bắt lại đầu tên, ta nhất định phải trị lành ngươi. Thiên nữ bị thiên tội cổ kiếm gây thương tích, đó là cao nhất thần khí sát phạt, muốn chữa trị, chỉ có đạt được thần bí kia xích diễm tạo hóa đan, đó cũng là đạo đức thiên tôn tự tay luyện chế đan dược. Thiên nữ thấy Diệp Thần như vậy thâm tình hình dáng, có vẻ cảm động, nói ta chuẩn bị một phần cơ duyên, vốn là muốn mấy năm sau lại cho ngươi, nhưng hôm nay thái thượng công đức chiến sắp tới. Người muốn đoạt cúp, tu được lại tăng tiến thực lực. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói cơ duyên gì? Thiên nữ nói, chờ thêm 2 ngày, người đi nguyện vọng thần giáo tìm Diệp Lạc Nhi, nàng sẽ nói cho ngươi. Diệp Thần nói, thiên nữ tỷ tỷ, là cơ duyên gì, người ngày hôm nay nói cho ta không được sao, cần gì phải đâu đâu vòng vo một chút. Thiên nữ khẽ gật đầu một cái, nhìn lại Diệp Thần một mắt, nói ta không muốn người phân tâm, cái này 2 ngày. Ngươi liền thật tốt phụng bồi ta, không cần nhớ những chuyện khác. Diệp Thần thấy nàng vậy ôn nhu điềm tĩnh tư thái, tâm thần rung động, nhẹ nhàng hôn một tí môi anh đào của nàng, nói, được, cái này 2 ngày, ta liền chỉ bầu bạn ngươi, chẳng muốn chuyện khác. Kế tiếp 2 ngày, Diệp Thần liền bầu bạn ở trên trời nữ bên người. Đầu một ngày thời gian, thiên nữ còn không việc gì khác thường, và Diệp Thần cười cười nói, ôm ôm hôn hôn. Như vậy yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân vậy. Nhưng đến ngày thứ 2, thiên nữ tinh thần liền thật không tốt, sắc mặt trắng bệch được lợi hại, nói chuyện vậy không khí lực, chỉ có thể kề bên Diệp Thần bả vai. Đến buổi tối, nàng cũng đã không chịu nổi, ở Diệp Thần trong ngực ngủ đi, bị thương nặng dưới, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Thiên nữ tỷ tỷ, Diệp Thần kêu một tiếng, trong bụng một hồi đau nhức, tuy biết có hy vọng hoa che chở, thiên nữ tạm thời sẽ không chết. Nhưng nàng nội thương chân thực quá nặng, Diệp Thần thật sợ nàng vĩnh viễn vậy không tỉnh lại nữa. Diệp Thần lại thường thiên nữ một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ 2, mới thoáng khôi phục tâm tình, nhớ tới thiên nữ giao phó. Thiên nữ tỷ tỷ cho ta giữ lại một phần cơ duyên, không biết là cơ duyên gì. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, hôm nay thái thượng công đức chiến sắp tới, nếu như có tăng lên thực lực cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức. Diệp Thần cúi người khẽ hôn liền thiên nữ một tí, rồi sau đó liền rời đi Vạn Hoa Trang, biến dạng hư không, chạy tới băng hoàng giới, hạ xuống ở Nguyện Vọng Thần Giáo bên trong. Nguyện Vọng Thần Giáo giáo chúng, tựa hồ sớm biết Diệp Thần muốn tới, an bài đón khách trưởng lão. Thấy Diệp Thần tới, vậy mấy trưởng lão, liền khom người hành lễ nói, gặp qua Diệp Đại Nhân. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ngay vào lúc này, một đạo đồ xanh bóng người. Từ Nguyện Vọng Thần Giáo bên trong đi ra, mặt đầy vui mừng, kêu lên, Diệp đại ca. Chính là Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi. Diệp Thần cùng Diệp Lạc Nhi gặp nhau, đều là không khỏi mừng rỡ, hai người tay cặp tay. Thiên nữ tỷ tỷ nói, nàng cho ta chuẩn bị một đạo cơ duyên,
ở trên tay ngươi. Diệp Thần nói, đúng vậy, ngươi cùng ta tới. Diệp Lạc Nhi chăn thủ nhẹ một chút, liền dẫn Diệp Thần, đi tới Nguyện Vọng Thần Giáo Sơn Môn chỗ sâu, cầu nguyện hồ tiên cạnh. Chung quanh trưởng lão cùng các hộ pháp, sớm đã lui xuống, cầu nguyện hồ tiên chung quanh, chỉ có Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi hai người. Diệp Thần tâm thần có chút nóng bỏng cùng mong đợi, không biết thiên nữ để lại cho mình cơ duyên, rốt cuộc là cái gì. Diệp đại ca, thiên nữ đại nhân để lại cho ngươi cơ duyên, thật ra thì vào một vị trí tôn cường giả có liên quan. Diệp Lạc Nhi nói, cái gì cường giả? Diệp Thần hỏi, chính là thiên nữ đại nhân sư phụ, đã từng tử hoàng tiên cung tà phái lãnh tụ, kiều nguyện ly nhân, tôn hào thiên chu thiên quân. Diệp Lạc Nhi nói, thiên chu thiên quân, nguyện ly nhân. Diệp Thần hơi giật mình. Diệp Lạc Nhi nói, đúng vậy, trước kia tà phái lãnh tụ, chính là thiên chu thiên quân nguyện ly nhân, sau đó nàng thoái ẩn, mới để cho đa bảo thiên quân kế vị, nàng coi như là đa bảo thiên quân sư tỷ. Diệp Thần nói, cái này thiên chu thiên quân nguyện ly nhân, chính là trời nữ tỷ tỷ sư phụ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, thiên nữ lúc đầu có một sư phụ, hơn nữa lai lịch cực lớn, thậm chí đã từng là tử hoàng tiên cung tả phái lãnh thụ. Diệp Lạc Nhi nói, đúng vậy, vị kia thiên chu thiên quân, thực lực vô cùng là cường hãn, cả đời tổng cộng thu 4 tên học trò, thiên nữ đại nhân xếp thứ 3. Thiên nữ đại nhân truyền tới ý chí, phân phó ta nói cho ngươi, để cho ngươi đi gặp thiên chu thiên quân, cầu nàng chỉ điểm ngươi võ đạo. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng không nghĩ tới thiên nữ an bài cơ duyên, lại là như vậy hình dáng. Vậy thiên chu thiên quân nguyện ly nhân, nếu đã từng có thể chấp trưởng tử hoàng tiên cung tà phái, thậm chí là thiên nữ sư phụ, muốn đến pháp lực thông trời, sâu không lường được. Nhưng, nàng cuối cùng là xuất thân tà phái, muốn đến tính tình cũng là âm ngoan quái gỡ rất, tuyệt không phải thiện cùng hạng người. Diệp đại ca, khối ngọc bội này, có thể kêu gọi thiên chu thiên quân hạ xuống, ngươi như chuẩn bị xong, liền bóp vỡ ngọc bội, kêu gọi thiên chu thiên quân, cầu nàng chỉ điểm ngươi võ đạo. Diệp Lạc Nhi móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần gặp ngọc bội kia phía trên, chạm trổ một con nhện, hình dáng đặc biệt quái đản, trong lòng có chút phát mao, nói, Lạc Nhi, ngươi gặp qua vậy thiên chu thiên quân sao? Diệp Lạc Nhi nói, gặp qua, chỉ là, vậy thiên chu thiên quân, nóng nảy không tốt lắm, Diệp đại ca, ngươi muốn cầu nàng chỉ điểm võ đạo, tư thái có thể được cung kính một ít, không muốn mạo phạm nàng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Nói cái này tự nhiên, nàng dẫu sao là thiên nữ tỷ tỷ sư phụ, ta sẽ không xúc phạm. Lập tức, Diệp Thần bàn tay dùng một chút lực, đem con nhện kia bóp vỡ ngọc bội. Rào! Ngọc bội vỡ vụn sau đó, thì có một cổ đen nhánh hơi thở, như khói xương vậy ẩn nhập trong hư không. Ngay sau đó, thiên địa quy luật một hồi chấn động, hư không biến dạng, một cô gái hạ xuống. Cô gái kia cả người màu thủy lam quần áo, da thịt trắng như tuyết. Tướng mạo 10 phần tươi đẹp, chỉ là giữa trán rất nhiều lạnh lùng, tựa hồ bất cận nhân tình. Diệp Thần thấy cô gái này, lấy làm kinh hãi, nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, nói, Lạc Nhi, nàng chính là trời nữ tỷ tỷ sư phụ, thiên chu thiên quân nguyện ly nhân. Diệp Lạc Nhi nói, không phải, nàng kêu Khương Hâm mà, là thiên chu thiên quân nhỏ nhất đệ tử, cũng là thiên nữ đại nhân sư muội. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lạc Nhi liền vội vàng tiến lên hai bước. Hướng cô gái kia hành lễ nói, đệ tử Diệp Lạc Nhi, gặp qua Khương Sư Thúc. Từ ở bề ngoài xem, vậy Khương Hâm mà so với Diệp Lạc Nhi, thậm chí còn trẻ hơn một ít, nhưng tuổi thật, dĩ nhiên là thật to vượt qua, bàn về bối phận, nàng coi như là Diệp Lạc Nhi Sư Thúc danh xưng là, không phân biệt trai gái. Vậy kêu là Khương Hâm mà thiếu nữ, thần sắc âm hàn, từ bầu trời đáp xuống, nhìn xem Diệp Lạc Nhi, lại nhìn xem Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ. Là ngươi đang kêu gọi sư phụ. Nàng hiển nhiên nhận được Diệp Thần thân phận, nhưng giọng lạnh lùng hết sức. Diệp Thần nói, là thiên nữ tỷ tỷ kêu ta bóp vỡ ngọc bội, kêu gọi thiên chu thiên quân nguyện ly nhân tiền bối, cầu nàng chỉ điểm ta võ đạo. Nghe được Diệp Thần mà nói, Khương Hâm mà ha ha cười một tiếng, nói, ngươi luân hồi võ đạo kinh thiên, nơi nào còn cần người ngoài chỉ điểm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vẫn là đúng mực trả lời, hắn núi đá. Có thể công ngọc, truyền thuyết thiên chu thiên quân tiền bối, chính là đời trước tử hoàng tiên cung tả phái lãnh tụ, thần thông quảng đại, nếu có nàng chỉ điểm, ta võ đạo tất có thể tinh tiến. Khương Hâm mà cười lạnh nói, ngươi nếu biết,
sư phụ ta là tà phái lãnh tụ, vậy hẳn biết tính tình của nàng, nàng làm sao có thể gặp một cái người ngoài. Huống chi thiên nữ sư tỷ năm đó, bởi vì một ít khác nhau, cùng sư phụ mỗi người một ngã, coi như nàng tự mình cầu gặp, sư phụ cũng chưa chắc chịu gặp, chớ nói chi là ngươi. Diệp thần trong đầu nghĩ, thiên nữ tỷ tỷ kêu ta đi gặp thiên chu thiên quân, nhưng đối phương lại tựa hồ như không chịu gặp ta, cái này nên làm thế nào cho phải. Hắn không muốn làm trái với thiên nữ ý nguyện, nhưng hiện tại bóp vỡ ngọc bội, hạ xuống, cũng không phải là thiên chu thiên quân, mà là đồ đệ của nàng Khương Hâm mà. Mà đây cái Khương Hâm mà, thái độ vậy đặc biệt không thân thiện. Khương Hâm mà thấy Diệp thần không lên tiếng, liền nói thôi, ngươi muốn kiểm chứng võ đạo, ta ra tay cũng giống như vậy, chúng ta luận bàn một chút. Diệp thần rất bất ngờ, nói, ngươi muốn cùng ta so tài. Khương Hâm mà cười nói, không sai, ngươi không phải nói hắn núi đá, có thể công ngọc, chúng ta so tài giao thủ, có lẽ cũng có thể tăng tiến ngươi võ đạo, ngươi vừa là thiên nữ sư tỷ tình nhân, ta tổng sẽ không bạc đãi liền ngươi. Diệp thần tằng hắng một cái, sau đó liền gật đầu nói, cũng tốt. Cái này Khương Hâm mà, là thiên chu thiên quân nguyện ly nhân đệ tử, lại là thiên nữ sư muội, tu vi cũng là sâu không lường được, Diệp thần cũng không nhìn thấu lai lịch của nàng. Cùng nàng so tài giao thủ, có lẽ cũng có thể kiểm chứng võ đạo. Khương Hâm mà mắt đẹp híp lại, ngắm nhìn Diệp thần, lại nhẹ nhàng nói ra nói, trước chuyện nói xong, chúng ta chỉ so tài võ đạo, ngươi không thể vận dụng bất kỳ binh khí gì pháp bảo, nếu không ngươi rất nhiều pháp bảo giết ra tới, ta cũng không thể ngăn cản. Nàng cũng biết Diệp thần lợi hại, thiết ngai vàng, người đồ sát thánh bôi, phệ hồn châu vân. Vân, đều là đứng đầu pháp bảo, còn có nhân hoàng thánh đao, lại là mũi nhọn nghịch thiên, đủ để nghịch chuyển thực tế cảnh giới chênh lệch, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Nàng chỉ là muốn so tài, cũng không muốn sống chết đánh nhau. Không thành vấn đề. Diệp thần không do dự, gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó, hai người rất ăn ý, phi thân rơi đến bên cạnh cầu nguyện hồ tiên phía trên, ao nước chiếu ngược bóng người bọn họ, xa xa rằng co. Diệp Lạc Nhi nghe được hai người phải đóng tay, một hồi giật mình, ở bên cạnh xem cuộc chiến. Ngươi xuất thủ trước đi. Khương Hâm mà ngưng khí hóa kiếm, ngắm nhìn Diệp thần nói. Được. Diệp thần bàn tay nắm chặt, cũng là ngưng khí hóa kiếm, không nói hai lời, nâng kiếm hướng Khương Hâm mà chém đi giết. Đại hoang không giới, mở. Kiếm chưa tới, Diệp thần trước bước ra một bước, hoang cổ hơi thở lan tràn, nhanh chóng phủ kín toàn bộ cầu nguyện hồ tiên, chế tạo ra một phiến hoang cổ kết giới. Đây là đại hoang không kinh bên trong, tầng thứ 7 thần thông, đại hoang không giới. Cái này đại hoang không giới vừa mở ra, Diệp thần ngang hàng là triển khai một cái lãnh vực. Ở lãnh vực này bên trong, hắn khí thế, cuồng như vậy tăng vọt, mà Khương Hâm mà khí thế, cũng bị áp chế xuống. Có chút ý tứ. Khương Hâm mà thấy vậy hoang cổ kết giới, chăn thủ nhẹ một chút, trong tròng mắt vậy toát ra một chút thưởng thức. Ở lớn hoang không giới bao phủ hạ, đen trắng âm dương hơi thở lan tràn, thế giới chung quanh, đều là rút đi màu sắc, biến thành đen trắng, nhưng Khương Hâm mà, như cũ duy trì như cũ sắc thái. Nàng chính là thiên nữ sư muội, tu vi coi như kém hơn thiên nữ, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù bị Diệp thần lãnh vực kết giới bao phủ, nàng như cũng có thể giữ màu sắc. Lăng tiêu võ ý, trảm thiên nhất kiếm. Diệp thần cảm nhận được Khương Hâm mà cường hãn, tự nhiên vậy không dám khinh thường, lập tức toát ra lăng tiêu võ ý, thi triển trảm thiên cửu kiếm, vô cùng sắc bén một kiếm, chém về phía Khương Hâm mà hông. Trước mắt, trảm thiên cửu kiếm, Diệp thần đã luyện thành kiếm thứ 8, hắn hôm nay thử nghiệm đem trước mặt kiếm chiêu dung hợp, giờ phút này chém ra một kiếm. Là kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai dung hợp. Ngàn dặm tuyết, đông mưa nghe lôi. Ở lăng tiêu võ ý ra chỉ xuống, Diệp thần kiếm thế phách liệt mà cuồng bạo, cuốn lên ngàn dặm sóng tuyết mưa lạnh, trong đó xen lẫn lăn lăn sấm. Hảo kiếm pháp, nhưng còn chưa đủ thuần thục. Khương Hâm mà thấy Diệp thần kiếm thế cường hãn, khen một tiếng, nhưng ánh mắt cay độc, lại lập tức nhìn ra liền thiếu sót. Diệp thần đem trảm thiên cửu kiếm kiếm chiêu dung hợp. Động tác còn khá mà sống sơ, không đủ thuần thục. Thiên chu độc thủ, phá. Khương Hâm mà khẽ quát một tiếng, nhìn ra Diệp thần kiếm pháp sơ hở, đầu ngón tay mang một cổ tàn bạo bóng tối sát khí, lại tay không lọt vào Diệp thần kiếm thế bên trong, cũng không bị chút nào kiếm khí gây thương tích, cuối cùng vững vàng nắm được Diệp thần kiếm.
nàng cũng không có dùng toàn lực, chỉ dùng bộ phận lực lượng, dẫu sao nàng là thiên nữ sư muội, chân thực tu vi cực kỳ khủng bố, nếu như dùng toàn lực mà nói, vậy thì không phải là so tài, đối Diệp Thần rất không công bình. Nhưng, cho dù nàng chỉ là dùng bộ phận lực lượng, Diệp Thần nhưng cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Diệp Thần thân kiếm, bị Khương Hâm mà nắm được, vậy tinh khiết trên thân kiếm mặt, lại có thể ngay tức thì liền dính liền kịch độc, hóa thành đen nhánh. Kịch độc kia sát khí, như phủ cốt chi thư vậy, dọc theo thân kiếm, hướng Diệp Thần cánh tay truyền tới. Thiên tiên cá chép sao? Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức vận chuyển thiên tiên cá chép sao, đem kịch độc kia sát khí hóa giải được, không để cho hắn ăn mòn mình ra. Ứng biến rất nhanh mà, tiếp ta một chiêu nữa. Khương Hâm mà mỉm cười, ánh mắt đột nhiên trực câu câu nhìn Diệp Thần, con người hóa thành trọng đồng, trong con người có con nhện quỷ bí đổ đằng hiện lên. Oanh! Diệp Thần vừa tiếp xúc với Khương Hâm mà ánh mắt, nhất thời đầu nổ tung, thần thức vặn vẹo, ngay tức thì bị đẩy vào một cái kinh khủng thế giới tinh thần bên trong đi. Cái thế giới này, chính là một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu mặt, toàn bộ là từng cái lông xù con nhện, sinh trưởng có răng độc, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Diệp Thần tinh thần, bị đẩy vào cái hố sâu này bên trong đi, trong thoáng chốc liền bị ngàn vạn chỉ kịch độc con nhện xâm nhập, vậy cổ con nhện leo khắp người cảm giác quỷ dị bị, để cho được ra đầu hắn phát nổ. Như vậy hiểm cảnh, Diệp Thần lập tức liền muốn vận dụng luân hồi thánh hồn trời, thoát thân đi ra. Không cho phép dùng bất kỳ pháp bảo. Khương Hâm mà hô quát một tiếng, cảnh cáo Diệp Thần nói. Nếu như vận dụng luân hồi thánh hồn trời, vậy hết thảy tinh thần đánh ảo ảnh, cũng không thể thương tổn tới Diệp Thần. Nhưng hôm nay, hắn và Khương Hâm mà là so tài võ đạo, nói không thể dùng binh khí pháp bảo. Diệp Thần khẽ cắn răng, cố nén vậy cổ con nhện leo khắp người cảm giác kinh khủng bị, ở trong óc tích chữ muốn tinh không, vận chuyển lên tinh không quan tưởng pháp. Nhưng mà, Khương Hâm mà nhưng sẽ không cho Diệp Thần thở dốc cơ hội, con nhện trọng đồng lóng lánh, nhất kiếm nữ hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần tinh thần bị nghiêm trọng ăn mòn, vô số con nhện tràn ngập thức hải, trên thực tế lại bị Khương Hâm mà kiếm khí ám sát, có thể nói hung hiểm trùng trùng. Ở một bên xem cuộc chiến Diệp Lạc Nhi, cũng là khẩn trương lên, đặc biệt lo lắng. Thái thượng đạo pháp, thiên điểu lôi lưu. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, thi triển ra thái thượng 36 đạo lý thái thượng ngàn đạo, thậm chí hỗn hợp lôi bia lực lượng. Trong thoáng chốc, vô số sấm sét khí lưu, từ Diệp Thần trong cơ thể tuôn ra, hội tụ thành một đầu sấm sét chim khổng lồ, khỏa cuốn hủy diệt càn khôn khí thế, phóng lên cao. Sấm sét chim khổng lồ che trời, sấm sét huy quang, tràn ngập giữa trời đất. Vậy cổ cuồng bạo khí thế mạnh mẽ, để cho được Khương Hâm mà, cũng không khỏi lui về sau hai bước, bày trận mà đợi. Hạ một sát, vậy cuồng bạo chim sét, xông lên bay xuống. Nhưng, cũng không có công kích Khương Hâm mà là vô cùng hung mãnh, đụng Diệp Thần thân thể. Ai yêu? Diệp Lạc Nhi thấy một màn này, nhất thời kinh hô lên, nào nghĩ tới Diệp Thần lại có thể công kích mình. Oanh! Chim sét đụng vào Diệp Thần trên mình, điên cuồng sấm chớp mưa bão nổ tung, vô số sấm sét cơ hồ đem Diệp Thần xé nát, hắn ngay tức thì thành một cái người máu, tóc bù xù. Tắm vô số sấm sét, Diệp Thần mở mắt ra, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đưa chư tử địa rồi sau đó sinh, hảo khí phách. Khương Hâm mà cảm nhận được Diệp Thần vậy mạnh mẽ ác liệt võ ý, không khỏi được khen ngợi. Nàng lợi dụng con nhện trọng đồng, vốn là đã thành công ăn mòn Diệp Thần tinh thần, để cho Diệp Thần rơi vào vô số con nhện leo khắp người đáng sợ ảo giác bên trong đi. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần không để ý hậu quả, lợi dụng sấm sét đạo pháp, đánh tự thân, lấy kịch liệt dòng điện cùng đau đớn, rất miễn cưỡng tự ảo giác bên trong tránh thoát được. Diệp Thần chỉ cảm thấy, mình thân thể, cơ hồ mau nổ, thương thế khá là nghiêm trọng. Nhưng thật may, hắn đã tự ảo giác bên trong chiều ly đi ra, tinh thần trước đó chưa từng có sáng ngời. Vù vù, Diệp Thần mở ra bát quái thiên đan thuật, thoáng chữa trị thương thế trên người, cũng bóp nát mấy viên đặc thù chữa thương đan dược, một cổ linh khí trào vào bên trong cơ thể, cả người vết thương cầm máu giảm đau. Hồng mông đại tinh không, thần tượng băng thiên đụng. Mà đang đau đớn thoáng giảm bớt sau đó, Diệp Thần không chần chờ chút nào, đột nhiên bước ra một bước, sáng chói hồng mông tinh không, ở sau lưng hắn mở ra, mênh mông cổ xưa hỗn độn khí tức, gào thét chấn động. Ngay sau đó, Diệp Thần cuồng như vậy một quyền bạo giết ra,
như muốn băng thiên, sau lưng tinh không hiển hóa ra viễn cổ con voi to bằng bạc hư ảnh. Vô cùng bá đạo quả đấm, không có chút nào xinh đẹp hướng Khương Hâm mà đánh giết đi. Khương Hâm mà mắt đẹp co giúp một cái, chỉ gặp thời khắc này Diệp Thần, mới vừa dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, tư thái cuồng dã phách liệt, tóc kích dương, cả người huyết quang kim quang tràn ngập, ánh sao lóng lánh, ngàn vạn đạo thần mang tách thả ra, làm người ta không thấy rõ thân thể của hắn hư thật, chỉ thấy vậy vô cùng quyền phong, xen lẫn dễ như bớn, động phá hoàn vũ đáng sợ uy thế đánh tới. Ngàn chu hóa lưới, lồng xây càn khôn. Mắt gặp Diệp Thần quyền thế hung mãnh như vậy, Khương Hâm mà vậy không dám khinh thường, cả người linh khí thả ra, hóa thành từng cái lưới điện tựa như du ti. Rồi sau đó, nàng đầu ngón tay khinh động, vậy vô số linh khí du ti, hóa thành một tấm mạng nhện, hướng Diệp Thần bao phủ đi. Oanh! Diệp Thần cuồng giã quả đấm, đánh vào tờ này mạng nhện bên trong đi, giống như là đánh vào trên bông vải, mềm nhũn không chút nào dùng sức. Cái này một tầng mạng nhện, quấn triền miên miên, không ngừng đem hắn vậy mãnh liệt quyền thế, tầng tầng làm tan rã hết. Phá! Thấy vậy, Diệp Thần ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, Lăng Tiêu võ ý bùng nổ đến mức tận cùng, nguyên vốn chỉ là hùng bá trầm hậu quyền thế, lại thêm một phần đao kiếm tựa như mũi nhọn, suy đích một tiếng, liền đem vậy mạng nhện chém bể nát. Diệp Thần cuồng giã quả đấm, phá giết ra, đánh về phía Khương Hâm mà đầu. Khương Hâm mà kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần võ đạo, bén nhọn như vậy huyền diệu, trong lúc nguy cấp vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vận chuyển bổn mạng linh khí, huy trưởng đón đỡ ở Diệp Thần một quyền. Phịch! Hai người quyền trưởng giao kích, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ kinh thiên lực lượng phản chấn tới đây, vội vàng lui về phía sau, liền lùi lại mười mấy bước. Khương Hâm mà vậy lui về phía sau một bước. Toàn bộ cầu nguyện hồ tiên, bởi vì hai người giao thủ, kích văng lên thiên tầng lãng hoa. Từ ngoài mặt xem, hai người giao thủ, là Diệp Thần rơi xuống hạ phong. Nhưng trong thực tế, Khương Hâm mà thành tựu thiên nữ đồng bối nhân vật, lại bị Diệp Thần ép được vận dụng bổn mạng linh khí, thậm chí bị đẩy lui một bước, chàng này so tài, nàng coi như thắng, vậy rất không vinh dự. Diệp Thần đem Khương Hâm mà đẩy lui một bước sau đó, trong ánh mắt bùng nổ thần thái, khẽ cắn răng, sợi tóc điên cuồng, linh khí lần nữa bạo động, liền muốn tái chiến. Khương Hâm mà trọng đồng thu liếm, vậy quỷ bí con nhện đồ đằng tản đi, ánh mắt khôi phục nguyên dạng, nói, không cần đánh, ta coi như là phục ngươi, ngươi võ đạo, đúng là uy mãnh cường hãn, trừ phi là sư phụ tự mình ra tay, nếu không ta là không có biện pháp chỉ điểm ngươi. Nàng vốn là còn muốn dưới sự chỉ điểm Diệp Thần võ đạo, nhưng hiện tại phát hiện, Diệp Thần võ đạo cường hãn, cho dù là nàng, cũng không có chỉ điểm tư cách. Nghe vậy, Diệp Thần sửng sốt một tí. Sau đó thở ra một ngụm chọc khí. Hắn hồi tưởng mới vừa chiến đấu, nhưng phát hiện không việc gì đáng trở về chỗ địa phương. Khương Hâm mà tuy mạnh, nhưng đúng là còn không có chỉ điểm hắn tư cách. Hắn cùng Khương Hâm mà chiến đấu, ra phát tiết một ít tinh lực bên ngoài, vậy không việc gì tăng thêm. Lấy ta võ đạo, có thể gặp sư phụ ngươi sao? Diệp Thần hỏi. Khương Hâm mà hờ hững nói, ta nói, sư phụ cho tới bây giờ không gặp người ngoài. Ngay vào lúc này, hư không một hồi chấn động, truyền ra một cổ lạnh lùng âm tả ý chí, cùng thiên địa đồng tình, phát ra âm thanh, để cho hắn tới đi, ta muốn gặp hắn một chút. Thanh âm này lạnh lùng bên trong, mang trong suốt, là cô gái thanh âm. Sư phụ! Khương Hâm mà nghe được thanh âm này, nhưng là kinh hãi. Đó chính là sư phụ nàng, Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân thanh âm. Diệp Lạc Nhi vui vẻ nói, Diệp đại ca! Thiên Chu Thiên Quân muốn gặp ngươi. Diệp Thần trong lòng cũng là vui mừng, kêu lên, tiền bối, ngươi chịu chỉ điểm ta võ đạo. Nhưng mà, trong hư không cũng không trả lời, Nguyễn Ly Nhân nói một câu nói sau đó, ý chí liền yên lặng đi xuống. Khương Hâm mới nói, sư phụ nói chịu gặp ngươi, đây là ngươi tám đời đã tu luyện có phúc, ta cái này thì mang ngươi đi ngàn nhện giới, ngươi có thể được thả thông minh một ít, không muốn mạo phạm sư phụ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Vậy Thiên Chu Thiên Quân Nguyễn Ly Nhân, tính tình mười phần quái gở, nói chuyện vậy rất là lạnh lùng, nếu như không phải là thiên nữ ý nguyện, và mình muốn tăng lên thực lực, hắn là không muốn thấp giọng hạ khí đi cầu thấy. Mời Khương cô nương dẫn đường. Diệp Thần đúng mực, chắp tay nói. Khương Hâm mà cười một tiếng, nói ta là thiên nữ sư muội, ngươi nếu kêu trời nữ làm tỷ tỷ, vậy hẳn là vậy kêu ta tỷ tỷ. Diệp Thần lắc đầu một cái,
cũng không tiếp lời, hắn tâm lý cũng chỉ có thiên nữ. Khương Hâm mà che miệng cười một tiếng, cùng Diệp Thần giao chiến sau này, nàng thái độ ngược lại là nhu thuận một ít, không có mới vừa hạ xuống lúc lạnh lùng như vậy. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây là một cái người mạnh là vua thế giới, người khác tôn kính, đều là phải dựa vào chính mình đánh ra. Cùng để ta đi. Khương Hâm mà biến dạng hư không, cất bước đạp đi vào. Diệp Thần nhìn lại Diệp Lạc Nhi một mắt, nói, Lạc Nhi, ta đi trước, người thật tốt bảo trọng. Diệp Lạc Nhi nói, ừ, Diệp đại ca, người vạn sự chú ý, vậy Thiên Chu Thiên Quân tiền bối, tính tình cổ quái rất, nàng nếu như hành hạ ngươi, ngươi liền kêu gọi chồng nàng Diêm Hành Thiên tên chữ, cũng không muốn vô duyên vô cớ bị nàng chiết nhục. Diệp Thần trong đầu nghĩ, lúc đầu vậy Thiên Chu Thiên Quân, còn có một trưởng phu. Gật đầu nói, được, ta biết. Lập tức tạm biệt Diệp Lạc Nhi, đi theo Khương Hâm mà, bước vào vậy hư không kẽ hở bên trong. Không gian chấn động, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần đi theo Khương Hâm mà, đi tới một nơi quỷ dị địa giới. Từ trời cao nhìn, mảnh thế giới này lãnh thổ, phơi bày một cái tám móng con nhện hình dáng, trường khí tràn ngập, mây đen dày đặc, bầu không khí tương đối kiềm chế. Nơi này chính là ngàn nhện giới sao? Diệp Thần trong mắt hơi chăm chú. Theo bản năng vận chuyển thiên tiên cá chép sao, một cổ thánh khiết ánh sáng trắng vần quanh thân thể, miễn được bị chướng khí độc mây ăn mòn. Không sai, nơi này chính là sư phụ ta mở ra thế giới, đi thôi. Khương Hâm mà thân thể mềm mại chớp mắt, phi thân hạ xuống. Diệp Thần vậy đi theo hạ xuống, chỉ gặp cái này phiến ngàn nhện giới, khắp nơi đều là khói độc, khắp nơi đều là chướng khí, hiện đầy vặn vẹo thực vật. Diệp Thần dưới chân mặt đất. Là một phiến ẩm ướt bóng tối ao đầm, trong không khí tràn ngập âm u hơi nước, bốn phía thỉnh thoảng truyền tới côn trùng kêu vang thanh âm, càng lộ vẻ u tĩnh. Luân hồi chi chủ, người muốn cầu ta chỉ điểm ngươi võ đạo. Trong hư không, ý chí chấn động, truyền ra Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân thanh âm. Tiền bối là thiên nữ tỷ tỷ sư phụ, chắc hẳn thần thông cái thế, xin tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần hướng hư không chắp tay, thanh âm cung kính. Nhưng không hề hèn mọn nói. Ha ha, người muốn ta rời núi, trước qua cái này đông rét cơn giận khảo nghiệm nói sau. Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân thanh âm lạnh lùng, trong hư không bỗng nhiên bay ra một phiến lá cây. Đó là một phiến xương lá, lớn chừng bàn tay, trắng tinh màu sắc, mạch lạc rõ ràng, một phiêu bay ra ngoài, lập tức bạo dũng ra cuồng loạn gió tuyết, giữa trời đất nhiệt độ chợt giảm xuống, giá rét thấu xương đập vào mặt. Sư phụ, ngươi. Khương Hâm mà thấy được vậy phiến xương lá, nhất thời lấy làm kinh hãi, hiển nhiên biết vật này đáng sợ. Ở vô cùng vô tận gió tuyết cuộn sạch hạ, toàn bộ ao đầm thế giới, rất sắp biến thành băng thiên tuyết địa, đại tuyết phiêu bay, xương hoa loạn vũ, gió lớn như dã thú vậy gào khóc trước. Đứa nhỏ, người tự cầu nhiều phúc đi, không nghĩ tới sư phụ sẽ xuất động đông rét cơn giận, người có thể đừng chết ở chỗ này. Khương Hâm mà cảm thấy nguy hiểm, cảnh cáo Diệp Thần một tiếng. Sau đó nhanh chóng bay khỏi đi. Diệp Thần nhìn đầy trời trong gió tuyết, vậy một phiến màu trắng xương lá, nhất thời bắt được từng cơn cuồng bạo không không hơi thở. Đó là vĩ đại thần vật hơi thở. Cái này phiến xương lá, lại là từ thiên tội cổ kiếm bên trong, đản sanh ra vĩ đại thần vật, tên chữ liền kêu đông rét cơn giận. Thiên tội cổ kiếm, đại biểu thiên địa cao nhất thần phạt, cái này phiến xương lá, vậy có một chút thiên tội cổ kiếm đáng sợ uy nghiêm. Đông rét giận dữ nổ tung, đủ để cho thiên địa đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Ở Khương Hâm mà sau khi rời đi chốc lát, Diệp Thần liền cảm thấy nhiệt độ chung quanh, hạ xuống tới làm người ta khó mà chịu được bước, thấu xương lạnh như băng, cơ hồ muốn để xương người tủy cũng đông. Lấy Diệp Thần khí lực, ở nơi này vậy lạnh như băng trong hoàn cảnh, cũng không nhịn được run đứng lên. Không muốn chết, đi ra cái này phiến băng tuyết thế giới, ta coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cái này Thiên Chu Thiên Quân, quả nhiên là tính tình ngoan lệ, còn không gặp mặt, trước hết cho mình đánh phủ đầu ra oai. Diệp Lạc Nhi nói qua, nếu như gặp phải cái gì hành hạ nói, có thể kêu gọi Diêm Hành Thiên tên chữ, đó là Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân trưởng phu. Nhưng, Diệp Thần võ đạo bất khuất, tự nhiên sẽ không dễ dàng kêu người, hắn nhìn chung quanh một chút đầy trời gió tuyết. Khẽ cắn răng, sải bước hướng về phía trước đi, muốn bằng mình ý chí, đi ra cái này phiến băng tuyết thế giới. Hô hô hô!
gió lớn gào thét, băng tuyết gầm thét, trước đó chưa từng có lạnh như băng, không ngừng xâm nhập Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển luân hồi huyết mạch, cả người linh khí phóng thích, vững vàng bảo vệ tim, không chịu băng tuyết xâm hại. Thế nhưng băng tuyết, nhưng mang thấu xương lạnh ý, đột phá Diệp Thần tất cả phòng ngự, không ngừng xâm nhập phạt trước hắn nội tạng gân cốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 405.